Chương 16, trùng phá thể. Lưỡi rìu trăng khuyết của lỗ thịnh hiếu tự như một phi tiêu công, sau khi lượng thành một vòng cung rộng trong không gian đã bay trở lại. Thế nhưng, khi lưỡi rìu đã bay lại gần, đúng vào khoảnh khắc sắp vào tay ông đến nơi, lại một con chó điên nhảy chồm lên, lao bổ vào ông. Cú tấn công hung hãn và nhanh như chớp. Lỗ thịnh hiếu sau một hồi chống đỡ giờ đã hoa mắt chóng mặt, lực bất tòng tâm. Xong lần này, ông không cần phải né tránh, cũng không cần phải đón đỡ, lưỡi rìu đã vùng vụt xoẹt đến, đoạt một tiếng, con chó đã bị xẻ ngang thành hai nửa. Lưỡi rìu va phải chướng ngại vật, kinh lực tan hết, rơi ngay xuống đất. Bàn tay lỗ thịnh hiếu chụp vào khoảng không, máu chó tím đen, nóng dãy phục khắp mặt và người ông. Bàn tay trống không của lỗ thịnh hiếu vẫn dơ ra cứng đờ. Ông đứng chết chân tại chỗ, nhìn trừng trừng vào hai nửa xác chó vẫn đang co giật trên mặt đất, toàn thân bất động, miệng lắp bắp chết rồi chó chết rồi á à. chó chết rồi chạy mau quỷ nhãn tam rú lên thất thanh giọng nói tràn đầy kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng nhưng đàn chó vẫn đang vây lấy hắn hắn không biết phải chạy bằng cách nào tuy rằng lỗ nhất khí với viên đá thi khuyển trong tay đã ở rất gần lỗ thịnh hiếu tuy rằng đám chó vây quanh lỗ thịnh hiếu chẳng còn lại mấy con song làn máu chó tanh nồng nóng hổi vừa phun ra đã hấp dẫn chúng kích thích chúng chúng không còn luân phiên tấn công lỗ thịnh hiếu, mà đồng loạt công lưng vương cổ, lao bổ vào ông lỗ nhất khí đã tiên liệu được tình huống này, cậu kêu lớn, bác đón lấy. Rồi lập tức ném viên đá thi khuyển ra. Lỗ thịnh hiếu vội giơ tay đón lấy. Lũ chó đang tung người xô đến, bỗng chốc toàn bộ vặn người đổi hướng, bỏ chạy tán loạn. Lần này chúng chạy rất xa, chạy rất lộn xộn, thiên canh trận đã vỡ hoàn toàn. Sở dĩ trận pháp đã bị phá, một phần là do chúng sợ đá thi khuyển nhưng một phần khác là vì chúng đã thấy một thứ khủng khiếp hơn nữa tuy thứ này trong cơ thể chúng cũng có song chính vì thế chúng càng hiểu rõ nỗi thống khổ mà thứ đó mang lại gây gớm đến mức nào thứ đó lập lòe một đốm sáng xanh lam âm âu bay giật giờ trong không trung trong phạm vi ba thước quanh nó tỏa ra một luồng hàng khí lạnh buốt thấu xương tủy tam canh hàng đã thoát khỏi cơ thể tam canh hàng trong hệt như một đống lửa ma trơi chợt sáng chợt tối lúc xa lúc gần song tốc độ biến hóa của nó nhanh hơn gấp bội so với lửa ma trơi vừa xuất hiện trước mặt lỗ thịnh hiếu lập lòe một cái đã ở sau lưng ông chớp một cái lại lóe lên trước mặt lỗ nhất khí tốc độ nhanh tới mức ngay cả lỗ nhất khí cũng không thể nhận ra được quỹ đạo di chuyển của nó chớp mắt hàng trùng lại lóe lên ngay trước mặt quỷ nhãn tam hắn sợ đến suýt vải ra quần chỉ kịp một tay chỉ thẳng bùa ngọn lửa trên vũ kim cương về phía nó, tay còn lại cầm hương độ hồn len lén thò ra phía ngoài tán dù. nhưng con trùng dường như không hề sợ hai thứ đó, bắt đầu bay loạn xạ trước mặt. quỷ nhãn tam sau đó dừng lại rất lâu không chịu bỏ đi. quỷ nhãn tam hồn vía lên mây, miệng niệm thần chú trừ tà. mao sơn liên hồi kỳ trận, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. cả ba người đều biết rõ, ngay cả bầy chó cũng đều biết rõ con trùng đang tìm chỗ trú thân nó đang lựa chọn xem nên lấy bộ não của ai làm tổ ấm mới nó dừng lại rất lâu rồi chớp một cái lại lóe lên trước mặt lỗ nhất khí song trong cái lập lòe này phát hiện ra một sự khác lạ lại lập lòe một cái nữa nó đã đến trước mặt lỗ thịnh hiếu lỗ nhất khí lại tiếp tục phát hiện ra sự khác lạ đó nó chỉ dừng lại chốc lát trước mặt lỗ thịnh hiếu trực tiếp lao thẳng về phía quỷ nhãn tam lỗ nhất khí đã cảm nhận được, con trùng này gặp phải làn hắc khí hôi tanh liền lập tức trút lui, xem ra nó cũng sợ đá. Thi khuyển tốc độ của nó đang dần chậm lại, lúc một chậm hơn. Đương nhiên, chỉ có lỗ nhất khí mới cảm nhận được sự biến hóa này. Ban đầu, hai lần di chuyển của hàng trùng thực sự không nhìn ra được quỹ đạo. Nhưng sau khi nó dừng lại khá lâu trước mặt quỷ nhãn tam, lỗ nhất khí bắt đầu cảm nhận được quỹ đạo di chuyển của nó. Bởi vậy, phản ứng tránh né của con trùng khi chạm phải làng thi khí tỏa ra từ viên đá thi khuyển đã rõ mồn một trong óc cậu cậu còn hiểu rõ hơn rằng bác cậu đang có viên đá thi khuyển bảo vệ quỷ nhãn tam cũng có được hai vật phòng ngự chỉ có cậu là không có gì thế là cậu từ từ vứt khẩu súng xuống đất lôi hộp ngọc ra cậu biết chiếc hộp này là một bảo bối đặc biệt là sau khi đã bỏ viên đá thi khuyển ra không còn bị luồng thi khí nặng khống chế chiếc hộp càng tỏa hào quang rực rỡ khí quý tràn trề hơi thở phập phồng linh động khác nào một sinh vật sống lỗ nhất khí thầm nghĩ con trùng đã sợ đá thi khuyển không chừng nó cũng sợ bảo bối này chăng sau một hồi do dự ở phía trước quỷ nhãn tam hàng trùng lại tiếp tục bay về phía lỗ nhất khí tốc độ lại chậm hơn chút ít so với khi nãy lần này tam canh hàng không bay đi nữa nó đã chọn lỗ nhất khí nó bắt đầu bay lòng vòng quanh đỉnh đầu cậu dần dần thu hẹp vòng bay. Lỗ nhất khí vội chạy lao lên phía trước ba bước, sau đó đột ngột chuyển hướng, vặn lưng ngoắt đầu một cái, lại lao đi ba bước. Sông hoàn toàn vô dụng, con trùng như thể mọc lên từ trên đầu cậu, lỗ nhất khí di chuyển đến đâu, vị trí của nó thay đổi đến đấy, trong khi vẫn bay vòng quanh rất nhanh theo một quỹ đạo hình tròn cố định. Lỗ nhất khí đành phải dùng tới chiêu thứ hai, cậu mở hộp ngọc ra, một tay cầm chiếc hộp, một tay cầm nắp hộp, Cả hai tay giơ lên đỉnh đầu khu khoáng loạn xạ Thân và nắp của chiếc hộp làm từ ngọc ấm vân lửa nghìn năm Đã tạo thành hai đám mây màu đỏ ấm áp che trên đỉnh đầu cậu Sông vẫn không ít gì Con trùng không hề sợ món bão bối này Nó vẫn bay vòng tròn quanh đỉnh đầu cậu Nhưng tốc độ có phần chậm lại Dường như nó đang tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ chiếc hộp Lỗ nhất khí bắt đầu khiếp hãi Mồ hôi đã túa ra khắp mình mấy lỗ thịnh hiếu Và quỷ nhãn tam cũng căng thẳng vô cùng con trùng bay quá nhanh họ không thể nhìn rõ họ chỉ nhìn thấy một vành sáng lạnh lẽo chụp sát trên đầu lỗ nhất khí và thấy cậu đang có những hành động quái lạ họ tin rằng lỗ nhất khí không thể vô duyên vô cớ hành động như vậy chắc hẳn cậu đang ở trong tình thế nguy hiểm quỹ đạo bay của con trùng nhanh chóng thu hẹp lại áp sát đỉnh đầu của lỗ nhất khí tốc độ cũng mỗi lúc một chậm dần đột nhiên trong đầu cậu lại lóe lên một tia sáng con trùng sẽ lao xuống bất kỳ lúc nào, cần phải nắm chắc được thời điểm. Thế là cậu không khu khoáng loạn xạ nữa, mà cậu đứng im, hai tay vẫn cầm nắp hộp và thân hộp, dơ lên cao quá đỉnh đầu một chút, khép hờ hai mắt. Cậu có thể cảm nhận được con trùng đang lượn vòng, cậu có thể nghe được tiếng rung động phát ra từ đôi cánh trong lúc nó bay. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của nó. Mỗi lần nó thở ra, hàng khí buốt lạnh thấu tận xương tủy lỗ nhất khí đang ráo riết tìm kiếm, cậu cần tìm một vị trí, một tốc độ, một thời điểm, vị trí, là vị trí mà con trùng sắp sửa hạ xuống, tốc độ, là tốc độ cậu đưa tay ra, còn thời điểm, chính là thời điểm đóng nắp hộp lại. Cậu đang nhẩm tính quỹ đạo chuyển động của con trùng, đang đo lường tốc độ của nó, đang tính toán cự ly bay của nó. Thế là, trong não cậu, đã định vị chính xác một vị trí. Và thế là, Hai tay cậu rất tự nhiên, đưa lên rồi đó lại, đúng vị trí con trùng đang bay tới, tự như chính tự đâm đầu vào trong hộp. Đúng vào khoảnh khắc cậu đẩy nắp hộp lại, khoảnh khắc ánh sáng xanh lét âm u của hàng trùng bị che kín bởi hai đám mây màu đỏ, một cái bóng màu xám bỗng lướt qua khóe mắt cậu, ngay bên ngoài cổng thùy hoa, hình như vẫn là cái bóng mà cậu đã nhìn thấy trong hành lang yến quy. Nhưng giờ đây, không phải lúc nghiên cứu về cái bóng đó, bọn họ cần nhanh chóng tụ lại một chỗ cùng thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. cậu gật đầu ra hiệu cho bác và quỷ nhãn tam, sau đó cất hộp ngọc vào trong túi áo. chiếc hộp ngọc ấm vân lửa nghìn năm quả thực là bảo bối, tam canh hàng bị nhốt trong đó, hàng khí đã bị phong tỏa hoàn toàn, cậu không hề cảm thấy dù chỉ một chút giá lạnh. lỗ nhất khí muốn xem xét vết thương trên vai bác, song lỗ thịnh hiếu lắc đầu không cho cậu xem, cũng không cho cậu băng bó. cậu không hỏi vì sao, nhìn vai bác không còn chảy máu nữa nên cậu cũng thôi. Đàn chó đang định vây họ lại, nhưng nhờ có viên đá. Thi khuyển trong tay lỗ thình hiếu, nên chúng lại tản ra. Xong chúng không bỏ đi, mà bám sát phía sau họ khoảng 5, 6 bước. Con linh miêu trên nóc xà nhảy vụt xuống dưới, đi theo sau bầy chó, còn con linh miêu bị bắn mù một mắt cũng xuất hiện từ bên ngoài cổng thùy hoa. Miệng liên tục gầm gừ, đi sau cùng. Bầy chó bao vây quỷ nhãn tam vẫn cử động rất chậm chạp khi lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí cầm viên đá thi khuyển trên tay đi tới trước mặt chúng mới khó nhọc lề bước dịch sang một bên lúc này quỷ nhãn tam cũng đã lấy lại tinh thần hắn cũng hiểu được rằng có lẽ hương độ hồn trong tay hắn đã phát huy tác dụng nên lũ chó vây quanh hắn không một con nào dám tấn công lỗ nhất khí đứng gần quỷ nhãn tam nên hương độ hồn ít nhiều vẫn có một chút tác dụng bởi vậy chó điên vây quanh cậu tấn công có phần chậm rãi chưa thực sự hung dữ lỗ thịnh hiếu ở xa nhất bầy chó quanh ông không bị ảnh hưởng, nên chúng tấn công nhanh nhất, và cũng hung hãn nhất. Kỳ thực, quỷ nhãn tam vẫn chưa hoàn toàn hiểu đúng, không phải là hương độ hồn đã phát huy tác dụng, mà tác dụng thực sự đến từ bột hương thiên Phật của chùa Đại Giác được bọc bên trong hương độ hồn. Bột hương thiên Phật được dùng để kính Phật, trừ tà, định tâm, xua đuổi côn trùng. Trong bột hương hàm chứa một lượng thuốc an thận nhất định, đặc biệt hữu hiệu đối với các loại côn trùng, tiếp đến là các loài động vật nhỏ ở người sẽ có tác dụng tĩnh tâm, trừ bỏ ưu phiền. Chính hương thiên Phật đã khiến cho tốc độ của tam canh hàng mỗi lúc một chậm, khiến đàn chó dạy trở nên trì trệ bất động, và khiến cho lũ tam canh hàng ẩn trong ốc chó ngủ vùi không tỉnh. Ba người đã tụ lại một chỗ, chẳng ai bảo ai, cùng di chuyển về phía nhà chính. Lúc này, đổi sang lỗ thịnh hiếu tay cầm đá thi khuyển đi trước mở đường, tìm ông như treo ngược theo mỗi bước đi ông vừa lo lắng trước mặt vẫn còn những khảm tử sống độc địa đang chờ đợi lại vừa tập trung chú ý xem dưới chân và xung quanh có khảm tử chết nào hay không lỗ nhất khí đi ở giữa tay lăm lăm khẩu súng quỷ nhãn tam cầm vũ kim cương đi sau cùng hắn đi giật lùi hắn biết hương độ hồn có tác dụng bởi vậy vừa đi vừa thổi nhẹ vào đầu hương cầm trên tay để tỏa ra nhiều khói hơn nữa nhằm xua đuổi bầy chó đang bám riết phía sau đã tới rất gần ngôi nhà chính tọa bắc hướng năm lúc này lỗ nhất khí mới nhìn rõ Bốn gốc cây ở sát ngôi nhà chính là bốn cây dâu. Chương 17, Sau Minh Linh. Phong thủy học rất chú trọng đến cách bài trí của cây cối cỏ hoa xung quanh nhà ở, điều cấm kỵ đầu tiên chính là trồng dâu trước nhà, trồng liễu sau nhà. Trồng dâu trước nhà, nhà gặp nhiều tang tóc, trồng liễu sau nhà, rước quỷ quái yêu ma. Vậy mà phía trước ngôi nhà này lại trồng những bốn cây dâu liền nhau, cách bố trí không hợp lẽ thường, chắc hẳn là có nguyên do lỗ nhất khí ra hiệu cho lỗ thịnh hiếu nhìn bốn cây dâu lỗ thịnh hiếu cũng cảm thấy rất quái lạ ông đã từng thiết kế rất nhiều nhà cửa cũng đã nghiên cứu vô số căn nhà tập tục kỵ trồng dâu trước nhà trồng liễu sau nhà đâu đâu cũng giống nhau đây là kiến thức tối cơ bản đối thủ không phải là kẻ ngốc trái lại kỹ nghệ còn cao siêu hơn ông rất nhiều nếu họ đã trồng bốn cây dâu phía trước nhà nguyên do chắc chắn chỉ có một chúng chính là một khảm diện hay chí ít cũng là nút khởi động hoặc cơ quát của cạm bẫy. Họ tiến lại gần một gốc dâu. Đối thủ đã bố trí khảm diện này, chắc chắn không thể trốn tránh, chỉ có thể giải hoặc phá, bởi vậy trước hết cần quan sát kỹ lưỡng. Vào mùa đông, loài dâu đều trơ cành trụi lá. Bốn cây dâu ở đây cũng vậy, trên cành chỉ còn lơ thơ khoảng hơn chục phiến lá úa to bản, liên tục xoay tích trong từng cơn gió bắt không đúng. Lá dâu làm sao có thể xoay tròn? dường như chúng không phải là lá dâu lá dâu không lớn đến vậy quan sát kỹ hơn thứ đó có hình bầu dục căn phòng trông giống quả hơn là lá quả mọc trên cây dâu thì chỉ có thể là quả dâu lỗ nhất khí tiến sát hơn nữa cậu đã nhìn thấy rõ đúng là quả dâu thật hồi nhỏ khi còn ở núi thiên giám cậu thường hái dâu ăn những quả dâu bé xíu chua chua ngọt ngọt ăn từng quả cậu cảm thấy không đã nên thường bỏ cả vốc vào miệng nhai cho thỏa thích lúc đó cậu vẫn ao ước, giá như quả dâu to cỡ đầu người thì hay biết mấy. Nhưng cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thứ quả dâu to đến thế, có lẽ phải bằng quả dưa hấu chứ không hoa. Vả lại, những quả dâu ngoài cỡ đó không cần phải hái, mà chúng biết tự nhảy xuống khỏi cây, bay tới trước mặt cậu. Đúng vậy. Những quả dâu trên cây đột nhiên nhú ra đôi cánh, nhào xuống khỏi cành cây, bay vụt về phía ba người. Khoảng cách rất gần, những quả dâu lại bay rất nhanh và nhất là chúng lao đi một cách lặng lẽ không một tiếng động chúng đang muốn làm gì ngay từ lúc nhìn thấy những quả dâu ngoài cỡ lỗ nhất khí đã có một cảm giác vô cùng khó chịu giống hệt cảm giác đã xuất hiện mỗi khi sắp gặp nguy hiểm trước đó bởi vậy khi những quả dâu vừa mọc cánh rời cành bay xuống cậu lập tức chĩa súng bắn ngay không chút chần chừ trong nháy mắt cậu đã bắn hết sạch đạn có trong ổ súng sáu phát đạn bắn rụng tám quả dâu trong đó hai phát súng xuyên táo hai quả giống như người ta xỏ kẹo hồ lô song những quả dâu còn lại không hề bỏ chạy chúng không phải là chim chúng chỉ là những quả dâu tiếng súng nổ hay kết cục thê thảm của đồng loại không làm chúng sợ hãi chúng bay rất thẳng rất nhanh song do kích thước khá lớn nên động tác thiếu linh hoạt muốn chuyển hướng xem chừng rất khó khăn bởi vậy nếu không muốn ăn dâu vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng lỗ thịnh hiếu nghiêng người thụp xuống để tránh những quả dâu dù ông không tránh thì những quả dâu cũng tự động né tránh viên đá thi khuyển trong tay ông có thể nhìn thấy rất rõ khi chúng vừa chạm tới phạm vi lan tỏa của làng thi khí lập tức gắn gượng lái cơ thể cồng kềnh bay chệch sang hướng khác động tác của lỗ nhất khí linh hoạt nhất cậu nhanh chóng đổ người về phía trước toàn bộ cơ thể rạp xuống sát đất đây là động tác mà cậu đã học được trong thể dục ở trường tây học những quả dâu đều bay qua phía trên người cậu quỷ nhãn tam quay lưng về phía cây dâu nên không nhìn thấy những quả dâu biết bay hắn nghe thấy tiếng súng của lỗ nhất khí nhưng do tuyệt đối tin tưởng cậu nên hắn cảm thấy không cần quay đầu lại những quả dâu lại bay một cách âm thầm nên hắn không nghe thấy gì không nhìn thấy cũng không thấy chỉ còn lại xúc giác là có thể cảm biết cảm nhận của xúc giác là một cơn đau nhói ở ngay sau gáy một quả dâu đã đập vào gáy quỷ nhãn tam dừng lại chốc lát rồi lại bay đi quay trở về cây dâu những quả dâu bắn hụt sau khi bay thành một vòng tròn lớn trong không trung cũng rào rào quay trở về trên cây quỷ nhãn tam biết mình đã trúng phải nút sắc mặt trắng bệch của hắn bỗng chốc đã thành xám ngoét hắn chưa biết mình trúng phải nút gì bởi vậy hắn chỉ biết áp dụng biện pháp ứng phó khi bị rắn độc cắn toàn thân thả lỏng không cử động, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại, ra hiệu cho hai người kia tới cứu. Và lúc này, một điều quái dị đã xảy ra. Bầy chó dạy nãy giờ lẳng nhẳng theo sau đều đã đứng im không nhúc nhích, đồng loạt trướng cổ, tru lên những tiếng dài thảm thiết. Có người nói rằng, đó là tiếng khóc của chó. Mà thông thường, chỉ khi gặp ma quỷ, chó mới khóc. Trong tay quỷ nhãn tam đó khác nào một khúc hát đưa tan vẫy gọi linh hồn hắn đi vào địa ngục. Bầy chó vừa tru lên, những quả dâu ngoài cỡ trên bốn cây dâu đồng loạt dương cánh, nhảy xuống khỏi cành một loạt, tự như những giọt mưa khổng lồ ào ào lao về phía ba người. a à, Vừa lầm cầm bò dậy, chợt nhìn thấy cảnh tượng này, lỗ nhất khí buộc miệng kêu lên kinh hải cậu không còn kịp né tránh. Quỷ nhãn tam quan vội que hương độ hồn, múa tích cây vũ kim cương, nhảy sổ tới. Vừa quay đầu, nhìn thấy vô số quả dâu đang ào ào lao đến, quỷ nhãn tam lập tức hành động không chút chần chừ, bất kể bản thân chúng phải nuốt gì cũng mặc. Cử động, rất có thể sẽ chết nhanh hơn, bất động, khi lũ quái vật kia ập tới, chắc chắn còn chết nhanh hơn nữa. Hắn cũng tự nhủ, nếu như hắn buộc phải chết, cũng phải cố gắng giành giật một cơ hội sống cho lỗ nhất khí. Vũ kim cương không những có thể bảo vệ cơ thể và đề phòng ám khí, nó còn là thứ vũ khí có khả năng tấn công rất mạnh không đúng ra phải gọi nó là một loại vũ khí công thủ song toàn gọng dù và tán dù đều bằng thép mép viền của tán dù sắc bén như dao tám gọng thép nhọn hoắt đỉnh dù cán dù như cây chùy thép đầy sức mạnh a a a quỷ nhãn tam hét lên một tiếng thật dài nhưng dư âm về cuối có phần lạc giọng trong tiếng hét cây vũ kim cương lúc xoay tít lúc quăng đập lúc lại múa lên vung vút hắn dùng tán dù đập vào những quả dâu chặn chúng lại, sau đó xoay tròn cây dù, dùng viền mép sắt như dao mà chém, dùng gọng thép nhọn như dùi mà đâm. Cây dù chuyển động như một cơn gió lốc, đúng là nước tạc cũng không lọc. Những quả dâu rụng xuống như trút, rồi lại đua nhau bật lên lao tới lỗ nhất khí vội và tận dụng thời gian lắp đầy đạn súng, nhìn thấy quả dâu nào né khỏi phạm vi công kích của quỷ nhãn tam bay về phía cậu hoặc bay trở về cây, lập tức nổ súng bắn rụng. Vài chục quả dâu đều đã rụng ngổn ngang trên mặt đất, nhưng Quỷ Nhãn Tam vẫn tiếp tục múa tích cây dù trong cơn chém giết. Hắn đang liều mạng, cũng giống như bầy chó dại kia, hắn coi trận chiến này như một cơn liều mạng cuối cùng trước khi tắt thở. Cuối cùng, tán dù đập mạnh xuống nền sân, mũi thép nhọn hoắt của một gọng dù xuyên ngập vào phiến gạch xanh. Quỷ Nhãn Tam thở hổn hển, bàn tay phải vẫn nắm chặt cán dù, một thân ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt như tia chớp quét ngang dọc trên không. Một bông tuyết trong suốt đậu xuống chấp mũi hắn ồ, tuyết đã rơi. Hắn chỉ có một mắt, nên có thể nhìn rất rõ vẻ trong suốt long lanh của bông hoa tuyết trên chấp mũi. Lại một phiến mỏng manh trong suốt nửa trao tới, không đậu lên chấp mũi hắn, song con mắt độc nhất của hắn cũng đã kịp nhìn ra. Đó không phải là tuyết, mà là một mảnh cánh rách bươm, mỏng tan như cánh ve sầu. Bầy chó điên vẫn ngửa cổ lên trời tru lên từng chập, không biết chúng đang khóc thang cho lũ quái vật đã bỏ hay đang cất tiếng gọi những bông hoa tuyết đang lạ tả buông rơi đây có lẽ là tò vò một loài tò vò đặc biệt thảo nào lại trồng dâu trước cửa hóa ra là để nuôi loài côn trùng này lỗ nhất khí dùng nòng súng gãy những quả dâu lớn khác thường trên mặt đất quan sát thật kỹ rồi nói tiếp trong phần tiểu nhã sách kinh thi có câu sâu xanh có con tò vò cổng về tò vò là một loài côn trùng sống ký sinh nó bắt sâu minh linh đưa về tổ sau đó đẻ trứng vào trong cơ thể minh linh sau khi trứng nở thành ấu trùng sẽ ăn thịt sâu minh linh mà lớn lên người xưa cho rằng tò vò không đẻ được con nên nuôi sâu minh linh làm con bởi vậy mới gọi con nuôi là minh linh nguyên văn là minh linh hữu tử quả lõa phụ chi minh linh là một loài sâu xanh thường bị tò vò bắt về nhốt vào trong tổ người xưa ngỡ là tò vò nuôi con giúp minh linh nên gọi Minh Linh hay Minh Linh Tử là con nuôi. Nhưng trên thực tế, tò vò bắt sâu nhốt vào trong tổ để làm thức ăn dự trữ cho ấu trùng tò vò lỗ nhất khí lại nhìn những con tò vò lăn lóc trên mặt đất, nói tiếp, giống tò vò này to lớn khác hẳn bình thường, có lẽ là giống tò vò vỏ dung nham chỉ có ở thời viễn cổ. Vào thời viễn cổ, giống tò vò này thích sống ở trong lớp vỏ cứng bên ngoài tầng dung nham nóng chảy trên miệng núi lửa, ở đó nhiệt độ rất cao do ấu trùng của chúng dễ hấp thu khí lạnh mà kết tụ lại rất khó phân tán cứ qua một khoảng thời gian lại cần phải dùng đến một thứ ấm nóng để ép khí lạnh ra ngoài rất có thể tam canh hàng chính là ấu trùng của chúng ngày nay không còn lớp vỏ cứng trên dung nham nóng chảy nữa bởi vậy chúng sẽ đẻ trứng bên trong cơ thể sống đợi đến khi nở thành trùng sẽ cắn vỡ cơ thể mà chui ra lời lỗ nhất khí còn chưa kịp dứt quỷ nhãn tam đang một thân ngạo khí ngửa mặt nhìn trời bỗng thấy hai chân mềm nhũng, suýt nữa thì ngã bổ nhào. Chỗ vừa bị trúng đòn trên ghế giờ đây không thấy đâu, cũng không thấy ngứa, chỉ hơi sưng tấy. Hắn hoang mang, đừng nói là bị tò vò để trứng vào đấy nhé. Tiêu rồi. Mình đã trở thành thức ăn của lũ tò vò khốn kiếp. Hắn càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, trứng ở trong cơ thể mình, rồi nở ra thành ấu trùng, theo đường máu chui vào trong não, ăn ốc mình, hút máu mình, mình lại phải vì nó mà đi hút máu nóng của người khác cuối cùng hoặc là bị đánh chết hoặc là rét cống mà chết hoặc là bị con trùng đục thủng thiên linh cái chui ra tức là nắp hộp sọ không còn thấy hoa tuyết trên chấp mũi quỷ nhãn tam nữa bởi vì trên đó đã rịn đầy mồ hôi quỷ nhãn tam đưa ngón tay chỉ chỉ về sau gáy hai người vội chạy lại xem thì thấy ở đó nổi lên một cục phòng rộp màu xanh tái lỗ thình hiếu ấn ngón tay vào đó song quỷ nhãn tam không có cảm giác gì ông bèn nắm lấy nhất lên thứ chỉ nghe quỷ nhãn tam rú lên một tiếng rùng rợn đầu tới mức suýt bất tỉnh toàn thân mềm nhũng may mà lỗ nhất khí kịp thời đỡ lấy lỗ thình hiếu lắc đầu nói thứ này đã bám chặt vào kinh mạch đốt sống cổ nếu cố giật ra dù không chết cũng toàn thân bại liệt quỷ nhãn tam nghe vậy mặt mũi tái mét buông người ngồi phịch xuống bậc thềm đá thực sự hết cách rồi ư bác Lỗ nhất khí hỏi lỗ thịnh hiếu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu quỷ nhãn tam đờ đẫn nhìn trân trân vào bầy chó dại cách đó vài bước chân. Lúc này chúng đã chân cẳng cứng đờ, toàn thân lẫy bẫy, những vết lở loét khắp người dường như lóe sáng, có vẻ đã đóng băng. Thân thể tím tái của chúng đã bị bao phủ dưới một làn sương trắng, miệng không ngớt trên lên những tiếng não nề rồi mình cũng giống như thế này ư. Rồi mình cũng giống như thế này ư. Quỷ nhãn tam đờ đẫn lầm bầm trong miệng. Đột ngột, hắn rút phát cây đục ba cạnh từ trong chiếc túi sau lưng, đâm thẳng vào yết hầu. Lỗ nhất khí từ nãy đã không rời mắt khỏi quỷ nhãn tam, bởi vậy, khi hắn vừa rút cây đục ra, cậu liền lao đến, ông chặt lấy cánh tay hắn khi mũi đục chỉ còn cách yết hầu vài tấc, không được. Cháu trai, vẫn còn cơ hội mà. Lỗ thình hiếu cũng vội sáp đến giữ lấy quỷ nhãn tam nói, theo như ta biết, trứng tò vào thường sau bảy ngày mới nở thành ấu trùng. Nội trong bảy ngày, nếu chúng ta tìm được hai người, cậu vẫn còn cơ hội. Quỷ nhãn tâm nghe vậy. Liền dừng tay lại, hai người nào vậy? Lỗ nhất khí vốn xưa nay không thích đặt câu hỏi, giờ cũng sốt sắng hỏi lại, vĩ kinh đạo ở Thương Châu và Tiểu Đao Bì ở Lan Châu y đạo điên đạo của vĩ kinh đạo có thuật kim gãy ngược trăm huyệt, có thể sẽ khêu được trứng tò vò ra. Tiêu Đao Bì có đao pháp giao cạo. Bào Đinh Tý hong một giao chín lớp da, chắc chắn có thể cạo bỏ đám trứng tiểu đao bị đang ở Lan Châu, quá xa, đi bảy ngày chưa chắc đã tới sông Thương Châu rất gần với Bắc Bình, vĩ kinh đạo cũng có chút ít giao tình với ta hôm nay nếu chúng ta có thể trở ra được, sẽ lập tức đến Thương Châu. Lời ông vừa nói ra, con mắt độc nhất của quỷ nhãn tam bỗng sáng lên lấp lánh. Hắn nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ có một mạng, so với tự mình kết liễu, chẳng bằng sốc lại tinh thần, liều mạng một phen. Nếu đêm nay may mắn thoát thân, biết đâu vẫn còn cơ hội sống chốc lát hắn đã lại khí thế bừng bừng trong lòng không còn bận tâm đến điều gì nữa hắn đứng dậy lôi bình rượu ra nhấp lấy một ngụm thắt lại dây lưng nhặt cây vũ kim cương lên xông thẳng về phía cửa chính của căn phòng lỗ nhất khí và lỗ thịnh hiếu lập tức bám theo sát phía sau ba người lao thẳng vào cánh cửa đang mở rộng như một cơn gió cuốn theo vài bông hoa tuyết bay theo vào rồi xoay tích tại chỗ những bông hoa tuyết còn chưa kịp chạm đất cánh cửa bỗng sầm một tiếng đóng chặt lại sau lưng ba người giật bắn mình song đều không cử động họ biết cửa đã đóng lại sẽ rất khó mở ra trong cơ quan cảm bảy như thế được gọi là phong sáo, khép bảy việc cần làm trước mắt là tiếp tục tìm đường đi tiếp không nên lãng phí thời gian ở đây họ dừng lại một lát để làm quen với bóng tối trong phòng trong lúc đó lỗ nhất khí không nén nổi tò mò lùi lại một bước sờ lên cánh cửa một cánh cửa rất quái lạ cứ như liền thành một tấm không hề sợ thấy khe cửa trong phòng vốn đã rất tối tăm không có một chút ánh sáng giờ cửa đã đóng lại bóng tối càng thêm đặc quán không nhìn thấy bất cứ thứ gì đúng vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra đường đi nhưng đường đi nằm ở đâu dường như con mắt cú đêm của quỷ nhãn tam cũng đã không còn tác dụng hắn gắn gượng căng mắt nhìn đến mấy lượt nhưng trước mắt vẫn là một màn đen kịt không thể nhìn thấy một thứ gì. Chương 18, Bóng Ma Đè Một giọng hát véo von của vai hoa đáng. Trong kinh kịch bỗng cất lên uyển chuyển du dương, dư âm vấn viết. Trong bóng tối dày đặc, trong đêm đông giá buốt, giọng hát trong vắt thê lương thực sự khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Hoa đáng là một dạng vai nữ trong hí kịch Trung Quốc, phần lớn là vai các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tính tình hoạt bát. Lỗ nhất khí cũng đang lắng nghe, cậu đang tìm xem tiếng hát ấy phát ra từ đâu không chỉ có cậu hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm nhưng là thay cả ba người đều không phát hiện ra được giọng hát từ đâu vẳng lại bốn phương tám hướng dường như đều văng vẳng tiếng hát như là có một đám đông đang vây kín lấy họ cùng cất lên một giọng hát giống hệt nhau lỗ nhất khí không nghe ra cũng chẳng nhìn ra song trong ý thức của cậu đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ dường như có một hình bóng thước tha màu trắng đang lượn vòng quanh, phất phơ như một làn gió thoảng. Đột nhiên, một ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua bên má phải của cậu, á. À? Cậu buộc miệng kêu lên một tiếng kinh sợ, bỗng chốc cơ mặt căng cứng, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Sao thế? Lỗ thịnh hiếu vội hỏi lỗ nhất khí không trả lời, cậu đang vô cùng khiếp đảm. Cảm giác mách bảo với cậu, tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm nơi ngón tay vừa vuốt qua bút lạnh khác thường, bút lạnh hệt như ngón tay vừa nãy. Hơn nữa, cảm giác bút lạnh còn không ngừng lan rộng, một nửa khuôn mặt đã không còn cảm giác. Con, hình, như đã, chạm, phải nút, rồi, cảm giác, hơi khác, lạ. Phải một lúc sau, lỗ nhất khí mới mở miệng lắp bắp được vài tiếng, do một nửa khuôn mặt cậu đã lạnh đến tê cứng, nên giọng nói cũng ấm ớ không rõ. Cậu phải nói ngay, nếu không, rất có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi. Lỗ Thịnh Hiếu vừa nghe lỗ nhất khí nói đã chạm phải nút, bèn vội vã châm đèn khí tử phong. Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa chập chờn bùng lên, lỗ nhất khí nhìn thấy một khuôn mặt, khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước, đang lướt nhanh về phía cậu, điệu bộ tự như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn. Đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp, song sắc mặt xanh lét, con mắt màu trắng đục trên hai gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng, song nụ cười trơ trơ cứ như được tạc sẵn trên khuôn mặt lỗ nhất khí muốn né tránh song không kịp. Khuôn mặt lướt tới rất nhanh, trong khi khuôn mặt cậu đã tê cứng, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đúng lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt ngoặt thành một góc vuông lướt sang bên cạnh, lẫn vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng của ngọn lửa đèn tiếp đó, giọng hát lại cao thêm một âm vực, càng thêm chói tai lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, họ chỉ quan tâm tới vết ngón tay bầm đen hàng trên mặt. Lỗ nhất khí sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay, thành từng tia mảnh màu đen bò lan ra tứ phía như một mạng nhện chằng chịt, đã lan khắp quá nửa khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu đang bị bao phủ trong một lớp khí đen. Ngọn lửa trong đèn khí tử phong vẫn chưa cháy lên được, bập bùng vài cái rồi lại tắt ngắm lỗ thình hiếu châm tiếp một mồi khác song nó vẫn chỉ lóe lên chốc lát rồi lại tắt lỗ nhất khí đã không thể nói được nữa cảm giác lạnh buốt đã đông cứng trên toàn bộ khuôn mặt bác cậu và quỷ nhãn tam vẫn tiếp tục trao đổi điều gì đó cậu không hiểu lắm cậu tam tiếng nơi nào khó tìm đèn không gió tự tắt đã nhìn ra được là khảm gì chưa biết rồi vậy cậu nhìn xem lỗ nhất khí đã trúng phải nút gì cậu ta trúng phải nút độc có nghiêm trọng không có giải được không? Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu đầy lo lắng. Nghiêm trọng giải được. Lỗ Nhất Khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu tuy mặt cậu đã tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó, cậu cả, đứng im, tôi giải độc cho cậu. Cậu nhận ra tiếng của Quỷ Nhãn Tam bàn tay của Quỷ Nhãn Tam đang xoa nhẹ lên vết ngón tay trên mặt Lỗ Nhất Khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại tay quỷ nhãn tam trơn tuột giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó thật ấm áp và dễ chịu cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của quỷ nhãn tam mặt cậu không còn lạnh buốt nữa mà đang ấm dần lên càng lúc càng ấm và bắt đầu nóng trang lỗ nhất khí kêu khẽ một tiếng nóng à không sao cố chịu một lát quỷ nhãn tam nói nóng quá nóng rác như bị lửa thiêu lỗ nhất khí cảm thấy mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt nhưng mồ hôi vừa toát ra cảm giác nóng rát lập tức biến mất mồ hôi càng toát ra nhiều cậu càng cảm thấy mát mẻ dễ chịu tiếng hát ma quái đột nhiên nhỏ lại dường như là thiếu nữ đang hát đã bay ra xa cuối cùng lỗ nhất khí chỉ còn thấy dấp dính trên má phải còn mọi cảm giác đã trở lại bình thường thế nào rồi quỷ nhãn tam hỏi tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái khuôn mặt đó suýt nữa đã va vào tôi Lỗ Nhất Khí hỏi một đằng trả lời một nẻo, bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn, cần thiết phải nói cho họ biết. Nghe câu trả lời lưu loát của cậu, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam biết cậu đã hồi phục, cuối cùng cũng đã nhìn thấy người bên đối thủ rồi. Lỗ Nhất Khí từ đầu tới giờ vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng. Liều mạng sống chết cho tới tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương đâu, nên trong cậu đang ấp ủ một niềm thôi thúc muốn tìm ra đối thủ mặt đối mặt quyết đấu một phen nhưng thật không ngờ đối thủ lần này lại là nữ cậu nói ra câu này không phải là cảm thấy đáng tiếc mà ngược lại có chút ngán ngẩm bởi cậu luôn cảm thấy rằng khả năng ứng phó với phụ nữ của cậu rất kém cỏi không đó không phải là người bên đối thủ quỷ nhãn tam trả lời vậy cô ta là ai là ma ma chẳng lẽ trên đời này có ma thật ư lỗ nhất khí cảm thấy rất khó tin tuy trong những cuốn sách cũ kỹ tàn khuyết mà cậu từng đọc ở nhà chú tư thi thoảng cũng có nhắc tới ma quỷ song cậu chưa bao giờ tin điều đó là có thật các thầy giáo trong trường tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại cậu vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua là do người xưa theo dệt hoặc tự tưởng tượng ra để hù dọa và khống chế người khác nhưng giờ đây cậu đã nhìn thấy tận mắt chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại những thứ không thể giải thích được chăng là ma thật ư vậy nó có quay lại nữa không chắc là sẽ quay lại khảm chưa khóa nút đã giải nó sẽ chưa chịu bỏ cuộc lỗ thình hiếu trả lời đây là quỷ khảm còn đáng sợ hơn cả hoạt khảm quỷ nhãn tam nói với lỗ nhất khí anh tam trước đây anh đã gặp bao giờ chưa lỗ nhất khí hỏi không giấu nổi vẻ hoài nghi gặp rồi cậu đừng sợ tôi đối phó được. Ba người chúng ta hãy ngồi xuống, quay lưng vào nhau. Nói đoạn, quỷ nhãn tam ngồi xuống trước, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay lỗ thịnh hiếu một gói giấy bùa màu vàng, rồi nói, lá bùa này giữ lấy hộ thân. Nhưng hắn không đưa bùa cho lỗ nhất khí. Hắn nói, cậu cả, khi nãy khuôn mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu, cậu không phải sợ nó. Ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu người ta phần lớn đều là tự mình dọa chết mình mà thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy quỷ nhãn tam nói nhiều như vậy vừa nói, quỷ nhãn tam vừa vẽ một tấm thẻ đuổi hồn bằng chu sa trên nền nhà lát gạch vuông đánh dầu bóng, sau đó lầm rầm trong miệng, đông quy đông, tây quy tây, dương theo dương, âm theo âm, không nhập cõi luân hồi, dương thế không trốn ở, địa phủ cửa đã mở, đầu trâu mặt ngựa truy, ai theo đường nấy, ai về chỗ nấy thái thượng lão quân, gấp gấp theo lệnh. Sắc. Lỗ nhất khí nghĩ thầm, ngày thường hắn nói năng cục lũng, chẳng lẽ là dành lời để niệm thần chú chăng? Giọng hát lại vang lên, âm vực càng cao vút, tiếng hát cũng càng thêm chói tai. Quỷ nhãn tam dơ hai tay lên rủ mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc hẳn có bột lân tinh, nếu không, sao có thể vừa rủ đã bốc cháy. Ánh lửa từ đạo bùa vừa bùng lên, Lỗ nhất khí lại nhìn thấy khuôn mặt kia, cậu thấy rõ trong hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con ngươi. Xong thật kỳ lạ, hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngắm. Đầu lỗ nhất khí chỉ muốn ngã về phía sau. Cậu thấy sợ, đó là chuyện khó tránh. Tuy lửa bùa đã tắt, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, song vấn đề là ở chỗ, hiện cậu đã biết rõ đó là một khuôn mặt ma. Thử nghĩ mà xem, trong bóng tối, có một khuôn mặt ma đang ở ngay trước mặt, đang nhìn mình chằm chằm mà bản thân không biết nó muốn làm gì mình cũng không nhìn thấy nó đang làm gì sẽ có cảm giác ra sao chắc hẳn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc tận mắt nhìn thấy nó cậu không thể lui đầu lại cần cổ cậu đã cứng đờ dường như có thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cậu cố định nó tại một chỗ càng lúc càng thích chặt tới mức cậu cảm thấy nghẹt thở cậu muốn đứng lên để tránh nhưng cũng không thể nhúc nhích vai cậu đỉnh đầu cậu dường như bị một vật gì rất nặng đè ập xuống. Muốn duỗi thẳng lưng cũng không được. Tiếp đó, không chỉ có cổ, mà toàn bộ cơ thể cậu đều có cảm giác như bị trói chặt, không thể động cửa lấy một ly, ngay cả xoay đầu cũng không được. Như thể cậu đang bị nhốt trong một hộp sắt vuông vức và chiếc hộp đang liên tục thu hẹp và siết chặt lại. Toàn thân bị chèn ép nặng nề khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể, ồ ạt như một dòng sông đang cuộn chảy. Cậu muốn hét lên. Cậu mở miệng ta, lên hai tiếng, song không hiểu do giọng cậu quá nhỏ hay là vì tiếng hát quá cao mà bác cậu và quỷ nhãn tam đều không chú ý tới. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ma. Khuôn mặt đang mỉm cười. Nó vẫn luôn mỉm cười nhưng khóe miệng không hề nhúc nhích khác chăng là ở chỗ khuôn mặt đó đang lắc lư, nói chính xác hơn là đang bồng bềnh, giống như một mặt nước dập dợn sóng gần. Cậu hít thở lúc một khó khăn phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách tự mình cứu mình mà thôi. Khuôn mặt đã ở gần sát, cậu muốn tự cứu mình, trước hết phải không chế được nỗi khiếp sợ. Thế là cậu mở trừng mắt, nhìn chầm chầm vào đôi mắt trắng đục kia. Sau đó cậu bắt đầu mỉm cười cố gắng hết sức để cười cậu coi khuôn mặt kia như một tấm gương và cậu mỉm cười thoải mái như cười với chính mình cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng cậu không hề sợ nó chỉ là một khuôn mặt một khuôn mặt khá là đẹp đẽ cậu không còn lùi về phía sau nữa mà thả lỏng phần cổ nhưng nhờ vậy cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt ồ quả nhiên là có tác dụng nếu đã có tác dụng tại sao cậu lại không tiếp tục thế là cậu không né tránh nữa, cậu đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực, nên tốc độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng milim. Khi cậu sắp chạm tới nơi, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về sau một chút, giống như một thiếu nữ ngượng ngùng né tránh nụ hôn đầu tiên, ngập ngừng nửa muốn nửa không. Cậu bất ngờ đưa nhanh cần cổ đã nới lỏng phần nào về phía trước, há to miệng, cắn về phía đầu mũi của khuôn mặt ma khuôn mặt vội vã lùi lại chớp mắt đã ở xa hơn hai thước lỗ nhất khí thấy con ma đã lùi ra xa cảm giác toàn thân thư giãn thế là cậu không kịp suy nghĩ lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt cậu muốn bóp cổ nó song cậu hành động quá chậm khuôn mặt vừa lui ra lập tức bay lướt trở lại chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc vòng xoáy áp lực lại bao trùm lấy cậu cậu không thể giơ tay ra được nữa thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc lên một lần nữa cậu lại bị kẹp chặt lùng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay ra giờ đã chuyển hướng hai cánh tay bị ép sát vào cơ thể ấn xuống phía dưới áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng nề cậu đã nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc nhưng cậu vẫn gắng giữ bình tĩnh bàn tay ấn xuống phía dưới vừa hay chạm phải một vật gì đó chính là cái túi vải thô của cậu trong túi có súng lục nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ có lựu đạn song cũng vô ích. Nhưng trong túi còn có một viên đá, một viên đá không chừng lại có tác dụng, viên đá huỳnh quang ba tư cậu biết, cậu cần phải gắn gượng chống đỡ, cần phải tìm cách lôi được viên đá ra. Xong giờ đây, hai tay cậu đã không thể nhấc lên nổi, nói gì tới việc thò vào trong túi. Bàn tay của cậu chỉ có thể đè lên túi vải, dưới sức ép của cơ thể, nó đang từ từ trượt xuống dưới. Qua lần vải thô, cậu đã nắm được viên đá dẫu rằng vật mà cậu đang nắm lấy có thể chính là sinh mệnh của cậu, nhưng dù sao cũng vẫn còn một lớp vải thô ngăn cách. Lớp vải tuy không quá dày, nhưng giờ đây đã trở thành một khe sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Cậu cảm giác cuộc sống cổ đã sắp gãy gục đến nơi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình. Tuy xung quanh tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy ngón, nhưng cho dù bác cậu không nhìn thấy, quỷ nhãn tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng viên đá huỳnh quang trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu cậu nắm chặt lấy nó không chịu buông ra cách một lớp vải nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu một tia sáng hé ra từ trong tay lỗ nhất khí tuy không thực sáng sòng trong căn phòng thẳm tối nó khác nào một tia chớp lóe một tia chớp sáng mãi không tắt bị tia sáng rọi vào khuôn mặt ma lập tức tan biến như một vũng nước loang giọng kinh kịch đang cao vút cũng đột ngột im bặt, chỉ còn dư âm ong ong vẳng trong căn phòng. Toàn thân lỗ nhất khí như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt dậy, tay giơ cao chùm ánh sáng, tự như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn trời, chiếu sáng căn phòng tâm tối lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam cũng theo nhau đứng dậy. Họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lỗ nhất khí thần thái bừng bừng. Họ không hiểu vẻ hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có. Hai người không sao chứ? lỗ nhất khí nhìn thấy vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của họ thì lấy làm lạ cậu không sao chứ hai người cũng lấy làm lạ đồng thanh hỏi lỗ nhất khí có đấy con lại nhìn thấy ma lỗ nhất khí bèn thuật lại sự tình từ đầu đến cuối cho họ nghe sắc mặt của lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam thoát trở nên vô cùng căng thẳng kỳ thực toàn bộ quá trình giằng co và giải thoát vừa qua của lỗ nhất khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc hai người chỉ vừa mới kịp trao đổi có hai câu về chuyện không đốt được lá bùa mà lỗ nhất khí đã kịp trở đi trở lại qua hai cửa sinh tử đó là bị ma đè mà khí bao bọc lấy người đẩy con đến ranh giới giữa âm và dương bởi vậy bác và cậu tam đều không cảm nhận được hơn nữa nghe nói tại ranh giới âm dương thời gian dài ngắn khó định bởi vậy có lẽ con cảm thấy thời gian rất dài nhưng trong thực tế hai người chúng ta mới chỉ kịp nói có hai câu hóa ra lỗ thịnh hiếu cũng am hiểu về ma đạo về điểm này xưa nay lỗ nhất khí chưa từng biết tới bởi vì những sách vở mà cậu đã xem rất ít khi đề cập đến lĩnh vực này trong khi lỗ thịnh hiếu chưa bao giờ nói cho cậu biết có lẽ đây là những kiến thức mà bác cậu đã tích lũy được từ khi còn trẻ hoặc trong khi tu đạo không ngờ kỹ nghệ của đối phương về mặt này cũng tiến bộ nhiều đến vậy như cậu cả vừa kể cậu đã cắn lại khuôn mặt ma khiến nó phải thoái lui nếu như trước đây mà đã thoái lui nó sẽ không tiếp tục bao vây nữa song giờ đây con ma này lại có thể tiến lui có thế công thủ nhịp nhàng xem ra đối thủ không đơn thuần chỉ biết thuật đuổi ma mượn quỷ như trong sách đã viết mà có lẽ họ còn biết nuôi ma huấn luyện ma lợi dụng ma tôi thua xa bọn họ rồi chỉ cần nhắc tới ma quỷ quỷ nhãn tam liền liến thoáng hàng tràng nhưng trong ngữ điều không hề có vẻ chán nản buồn bực vì thua kém người khác mà ngược lại còn tràn đầy hào hứng và ngưỡng mộ. Đừng nói là cậu, ngay cả ông tổ của đối phương vốn được xưng là luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, nếu nhìn thấy những thủ đoạn hôm nay, e rằng cũng phải ngậm ngùi chịu thua. Nghe bác nói vậy, lỗ nhất khí chợt trùng mình, luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ. Lẽ nào tổ sư gia của họ chính là nhân vật đó? Cậu không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn bác và quỷ nhãn tam, hai người đều gật đầu xác nhận. Lỗ Nhất Khí đã nhiều lần ý thức được về mức độ đáng sợ của đối thủ, nhưng giờ đây, nói sợ không thôi vẫn chưa đủ, mà trong thâm tâm cậu còn có phần nể sợ và sùng bái. Bởi lẽ, vị tổ sư gia đó cậu biết rõ, chính là Mạc Tử, người sống cùng thời đại với Lỗ Ban, ông tổ của dòng họ Lỗ vào hơn 2.000 năm trước, vị tổ sư gia này đã có những thành tựu siêu phàm trong các lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học, quả thực là một vị thánh nhân cậu từ từ hạ bàn tay đang cầm viên đá huỳnh quang xuống, ngậm ngùi tự nhủ với bản thân, có thể giữ được mạng sống mà đi được tới đây, hẳn có đến tám phần là nhờ may mắn. giống như viên đá huỳnh quang đang ở trong tay cậu, nếu không phải lúc ngoài cổng chính, cậu nổ súng bắn trắng xuyên qua túi vải, lưu lại một lỗ thủng trên túi thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu? và như vậy, cậu còn có thể đứng tại nơi đây, ngạo nghễ dơ cao viên đá phát sáng được hay không? Không chừng giờ đây cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu đảng trong chốn âm gian cũng nên. Lúc này, cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về, trở về tiếp tục phụ giúp chú Tư buôn bán đồ cổ như trước. Không phải vì cậu sợ hãi trước sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma, mà là vì cậu đã biết, đối thủ là hậu duệ của bậc thánh nhân kia, thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như những gì người đời vẫn thường truyền miệng. Hao tình tráng chí tuổi trẻ trong cậu chốc đã hóa thành một cơn u uất trong trí não cậu không ngừng cật vấn, đối thủ của mình tại sao lại là mặt gia? Tại sao mình lại liều mạng đấu sức với hậu duệ của vị thánh nhân hiền lương bác ái nhường đó? Mục đích của phe mình rốt cuộc là gì? Phải rồi, dòng họ lỗ nhà mình, cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không, vẫn được coi là hậu duệ của lỗ bang. Lẽ nào chỉ vì hơn 2.000 năm về trước, tại nước sở, lỗ bang và mặt tử do cửu công cửu cự cử mà đã kết thành thù oán? Cho dù có đúng là như vậy, thì hai nghìn năm đã trôi qua, hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thù gia dẳng đến mức này. Lỗ ban và mặt tử luận về chiến tranh, lỗ ban dùng chín loại vũ khí, thiết bị để tấn công thành chín lần, mặt tử dùng chín phương pháp để giữ được thành trong cả chín lần. Bác ơi, hay là mình về thôi. Sau một hồi lâu, lỗ nhất khí mới lúng búng trong miệng lỗ thịnh hiếu đang mặc ủ mày châu, không biết đang buồn bã điều gì, chợt nghe lỗ nhất khí nói vậy, trong mắt ông lập tức lóe lên một tia dữ tợn ông cắn chặt răng cố gắng khống chế những cơ mặt đang co giật liên hồi rồi nói rành mạch từng chữ không về được nữa đêm nay nếu như con không vào được trong nhà thì cả đời này con đừng mơ tới được đây nữa có một số thứ cho tới chết con cũng không thể hiểu được đây là cơ hội duy nhất trong đời con phải tin tưởng bác tin tưởng anh tam lại càng phải tin tưởng chú hạ người đã hy sinh cả mạng sống vì chúng ta con phải đi tiếp con nhất định phải đi tiếp tuyệt đối không thể quay về chỉ có điều mà thôi nếu bác cảm thấy cần thiết vậy chúng ta đi thôi lỗ nhất khí vâng lời nhưng vẫn chút miễn cưỡng lỗ thình hiếu thở ra một hơi dài ông đã hồi phục lại trạng thái bình thường như trước ông chậm rãi nói thời gian quá gấp rút khó nói được rõ ràng vả lại có một số việc vẫn chưa phải lúc để nói cho con rõ khi vào được căn nhà của tổ tiên, chỉ mong con có thể tìm ra manh mối, lĩnh ngộ được điều gì. Tới khi đó, chưa biết chừng con sẽ còn hiểu rõ hơn ta. Quỷ nhãn tam nãy giờ không để tâm đến họ, hắn đang lặng lặng quan sát kỹ lỗ nhất khí dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ viên đá huỳnh quang. Hắn đã hiểu vì sao khuôn mặt ma vừa rồi không dám đâm vào lỗ nhất khí thì ra trước đó, khi lão mù giúp cậu phá màn che mắt bởi bức tranh thủy ngân nam từ, lão đã dùng đầu lưỡi đầy máu liếm trên ấn đường cậu vẽ thành một lá bùa thái công bởi vậy vừa rồi hắn chỉ đưa bùa hộ mệnh cho lỗ thịnh hiếu mà không đưa cho cậu nhưng bùa thái công đã bị mồ hôi ròng ròng trên trán cậu xóa nhòa chỉ còn là một vệt đỏ loang lỗ bởi vậy vừa rồi mới bị ma đè tiếp đến quỷ nhãn tam lại xem xét kỹ trong phòng hắn cũng đã nhận ra tại sao mình không nhìn thấy gì cả nguyên do là trong phòng không hề có bất kỳ một đồ vật nào hơn nữa toàn bộ vách tường xa keo cột trụ đều được sơn một màu đen trũi kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắng Góc tây bắc của nó là một hình vòng cung hướng vào bên trong thiếu mất nửa mặt tường phía tây và già dạ nửa tường phía bắc không có tường phía đông thuận theo hình vòng cung này mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau không biết nó thông tới đâu căn phòng cũng không có cửa phía tây có nghĩa là từ gian phòng chính không thể đi sang gian phòng phía tây phía đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông hay không. Căn phòng này quả là rất khó giải thích theo kiến trúc học. Theo phong thủy học bố cục này gọi là không theo quy tắc ngũ hành, không tụ khí của trời đất dương minh ở rìa gốc, âm hối ở chính đường xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma, nuôi ma, đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt. Lỗ nhất khí rảo bước tới con đường tối mịt phía đông những hành động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tam không kịp lên tiếng ngăn chặn song sự tình không đến nỗi quá tệ nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên hai bước là lại quay trở lại bởi lẽ cậu không biết nên đi thế nào trong lối đi có thể nhìn thấy hai cánh cửa hai cánh cửa giống nhau y hệt không hiểu nên đi theo cửa nào cả ba người đều không biết những cánh cửa kiểu này không thể tùy tiện xông vào nếu trong cửa có cạm bẫy đó là đường đi, phá được bảy giải được cạm, đi đến đâu hay đến đấy, nếu trong cửa không có cạm bảy, tức là không có đường đi, không có đường đi, tức là đường chết, bước chân vào khó mà sống sót trở ra. Khổ A à. Tiếng màu đầu của khúc kinh kịch lại ngân nga vẳng lại, chập chờn bên tai ba người. Tiếng màu đầu dư âm còn chưa dứt, lời hát vẫn chưa kịp cất lên, bỗng cạch một tiếng, vách tường phía nam đột ngột mở ra một ô cửa sổ. Về lý mà nói, qua cửa sổ phía nam có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài sân khi họ bước vào nhà ngoài trời tuyết mới bắt đầu rơi lác đác nhưng giờ đây cảnh tượng mà họ nhìn thấy là tuyết phủ kín trời không nhìn thấy thứ gì trong sân thật khó tưởng tượng vừa mới bước vào có một lát mà tuyết đã lớn đến vậy hoặc cũng có thể sân này không phải là sân đó tuyết này không phải là tuyết đó một thiếu nữ áo trắng thước tha đang múa hát dịu dàng trong gió tuyết Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, sông suối tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho họ biết, đó là một cô gái rất đẹp. Chương 19, Sông Tuyết Lạnh Người con gái xinh đẹp, màn tuyết rơi trắng xóa, điệu múa uyển chuyển, giọng hát véo von. Quả là một bức tranh đầy thơ mộng. Tâm tư lỗ nhất khí như hòa vào trong khung cảnh ấy. Dường như cậu thấy mình hóa thành một bông tuyết trắng, bay tung theo ống tay áo phất phơ. Có hòa nhập, mới có cảm nhận có cảm nhận, mới có cảm giác. Và, cảm giác đang mách bảo cậu, lợm giọng, hoa mắt, khiếp sợ, lùi mau, đừng chạm vào tuyết. Quỷ nhãn tam quát khẽ một tiếng, rồi bật tung vũ kim cương che chắn cho ba người. Tiếng quát của hắn toát lên vẻ kinh sợ và giận dữ, hai người kia bất giác đều vội vã lùi lại theo quỷ nhãn tam. Những bông tuyết xoay tích thành từng đám, bám sát theo sau, bay rào rào về phía họ. Gió rất gấp, hoa tuyết bay đến cũng rất gấp. Chỉ lùi lại cũng vô ích, sau lưng họ chính là bức tường lội hình cánh cung, đã không còn đường lui nữa. Chỉ còn cách chạy vào con đường kia, nhưng rốt cuộc phải đi vào cánh cửa nào đây? Quỷ nhãn tam vặn khẽ cơ quan trên vũ kim cương, tán dụ bỗng tách thành tám muối, cùng xoay nghiêng về một bên tạo thành góc 30 độ, biến vũ kim cương thành một cánh quạt lớn, tự như thứ quạt thổi vỏ thóc của phường thợ xây. Quỷ nhãn tam tay trái cầm cán dù, tay phải vặn tay cầm. Cây dù xoay tít một cái quạt, thổi ra một luồng gió, đánh bạc đám bông tuyết bay ra ngoài cửa sổ. Giọng hát đột nhiên cao vút lên, giai điệu đang uyển chuyển bỗng chốc trở nên lanh lạnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màn nhĩ. Nhịp điệu múa lượng cũng trở nên nhanh hơn, song vẫn giữ được vẻ nhàn nhã thanh tao. Khác là ở chỗ lại có hai luồng gió mạnh sọc vào, khiến đám hoa tuyết mà quỷ nhãn tam vừa quạt ra bị tách thành hai luồng xoáy ở hai bên trái phải, sau đó né qua làn gió thổi ra từ cây vũ kim cương, từ hai bên bay vòng đến quỷ nhãn tam bắt đầu chân tay lúng cúng, hắn xoay cây dù sang trái, thổi cho đám hoa tuyết lui lại một chút, rồi lại vội vàng xoay sang bên phải. Bàn chân hắn đã bắt đầu lui dần về phía sau từng chút một. Cây vũ kim cương xem chừng khó mà chống đỡ nổi trước cách giáp công từ hai phía, có lẽ đã tới lúc họ thực sự phải rút vào trong lối đi kia đi bên này đây có lẽ chính là đường sống lỗ thình hiếu quả quyết khi đứng trước cánh cửa ông cảm nhận thấy ở đây có luồng khí đối lưu rất mạnh chứng tỏ lối đi sau cánh cửa này có thể dẫn ra ngoài hay là theo bên này đi nút của những khảm diện phía trước đều sắp đặt đúng theo cách nghĩ của chúng ta đối phương đã nghiên cứu rất kỹ từng đường đi nước bước của chúng ta chúng ta nên làm ngược lại lỗ nhất khí vô cùng kiên quyết cậu không đợi hai người kịp có ý kiến đã phăm phăm bước vào trong cửa lần này cậu đã thực sự biến mình thành viên đá do đường lỗ thình hiếu lập tức bám theo ông rảo bước rất nhanh ông muốn đi trước lỗ nhất khí bởi lẽ quỷ khảm khác với hoạt khảm cú đột kích bất ngờ trong quỷ khảm sẽ nhắm vào người ở gần nhất và dễ trúng đòn nhất quỷ nhãn tam cũng bước theo vào hắn vẫn dương vũ kim cương che chắn trước cửa vị trí này cách cửa khá xa gió cũng không còn quá mạnh hoa tuyết muốn thổi tới cần phải bay qua một cánh cửa hẹp trong một không gian hẹp việc phòng thủ cũng trở nên dễ dàng hơn bên trong cánh cửa không có gì khác lạ vẫn là bóng tối đen đặc may mà ánh sáng từ viên đá huỳnh quang ba tư vẫn đủ để soi tỏ đường đi dưới chân con đường lúc càng thu hẹp lại tuy không thật rõ ràng song lỗ nhất khí vừa nhìn đã nhận ra ngay vị trí gần cánh cửa là nơi rộng nhất lỗ nhất khí dừng bước, vì lỗ thịnh hiếu lúc này đã bước tranh lên phía trước cậu, và đột ngột đứng khựng lại, khiến lỗ nhất khí đang bám sát sau ông cũng phải dừng lại theo lỗ thịnh hiếu hơi cúi gập lưng xuống, từ mũi và miệng phát ra tiếng phì phò, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giống như đang lên cơn sốt rét. bác làm sao thế? Bác, có chuyện gì thế? Lỗ nhất khí vội hỏi. Lỗ thịnh hiếu hơi ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt cậu này là một khuôn mặt xanh mét, hai con mắt cũng chìm dưới một lớp màng xanh xám khắp mặt chi chít hạt mồ hôi to bằng hạt đậu tương lỗ nhất khí hốt hoảng giật bắn mình vừa nãy cậu đề nghị quay về khuôn mặt ông cũng đau khổ như vậy nhưng chưa đáng sợ đến mức này phải chăng ông đã trúng phải thứ tà độc gì đó cậu vội quay đầu định gọi quỷ nhãn tam nhưng đúng vào khoảnh khắc ngoái đầu cậu lại nhìn thấy một cái bóng màu xám lướt qua trước cửa vẫn là cái bóng đó cậu sững sờ trong giây lát cái bóng đó dường như luôn bám sát theo họ, không hiểu nó muốn làm gì. "Bác, bác tôi." "Với cậu, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là gọi Quỷ Nhãn Tam tới xem bác cậu ra sao." Nhưng trong lúc cậu đang nói dở chừng và quay lại nhìn bác, thì Lỗ Thịnh Hiếu đã trở lại trạng thái bình thường. Ngoài vài giọt mồ hôi còn sót lại trên trán, những triệu chứng lúc nãy đều đã biến mất. Lỗ Nhất khiến ngẩn người nhìn bác, rồi cậu lại sững sờ đứng đờ ra nhưng không phải vì lỗ thịnh hiếu hồi phục quá mau mà vì qua bờ vai của ông cậu đã nhìn thấy một đôi mắt một đôi mắt trong đêm tối chính là đôi mắt từng xuất hiện tại hành lang yến quy cả chiếc bóng và cặp mắt đều đã xuất hiện lẽ nào chúng thực sự là u hồn đang quẩn quanh trong quỷ khảm hay là còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đôi mắt kia chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất biến mất còn đột ngột hơn cả lúc ở hành lang yến quy thiếu nữ nhảy múa trong sân lúc nãy cũng lại xuất hiện. Cô ta từ từ lướt vào từ một chỗ nào đó không nhìn thấy bên cánh cửa, rồi băng vào bên trong, song vẫn chỉ nhìn thấy phía sau lưng. Những bông tuyết cũng bay theo vào trong cửa, song không còn ảo ạc mịt mù như khi còn trong gian nhà chính, chỉ lơ thơ mấy bông vương bên tay áo và gấu váy vẫn đang xoay tiết. Khúc kinh kịch lại càng trở nên chói lói, khiến người nghe chỉ muốn bịt ngay lỗ tai lại quỷ nhãn tam đang đi giật lùi cây vũ kim cương trong tay hắn đã không còn xoay chuyển nữa, tán dù đã trở về trạng thái bình thường. Sức uy hiếp từ vài bông tuyết ít ỏi kia, chỉ cần dùng đến cây dù là đủ lỗ nhất khí cảm thấy băng khoăn. Một bóng hình đẹp để nhường kia, tại sao lại khiến cậu cảm thấy ghê sợ đến vậy? Liệu cô ta có phải là do những bông tuyết ma quái kia biến thành hay không? Nhưng nếu như vũ khí của thiếu nữ chính là những bông tuyết phiêu diêu đó, thì giờ đây, chúng gần như đã tiêu tán hết cô ta còn đến đây làm gì lỗ nhất khí còn phát hiện ra rằng điều múa của cô ta trông rất đẹp mắt song lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài động tác vô cùng đơn điệu hơn nữa những động tác này càng lúc càng khó coi càng lúc càng thêm quái dị và cứng nhắc đã thay đổi cuối cùng động tác của cô ta cũng đã thay đổi cô gái trượt về sau một cái lướt đi như một cái bóng Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Quỷ Nhãn Tam từ trong ống tay áo dài rộng thò ra hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, vươn về phía Quỷ Nhãn Tam trong một tư thế rất mực yêu kiều, tựa như thiếu nữ đương xuân đang muốn nâng niu khuôn mặt người yêu lỗ nhất khí kêu lớn, cẩn thận. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào có thể vươn hai tay về phía sau lưng với một tư thế đẹp đẽ và tự nhiên đến vậy, chẳng khác gì đang vươn tay về phía trước quả thực không thể hiểu nổi vì sao cô ta có thể xoay ngược cánh tay nhẹ nhàng đến thế quỷ nhãn tam ứng phó hết sức thuần thục hắn dùng vũ kim cương chặn cô gái lại đẩy mạnh ra ngoài rồi cục cây dù lại vung mạnh cánh tay vũ kim cương lập tức quét thành một vòng tròn đập thẳng vào gáy của cô ta cú ra đòn rất mạnh phát ra một tiếng vang trầm nặng song cô gái hình như không hề hấn gì chỉ xoay tròn vài vòng tại chỗ sau đó nhân theo đà xoay bay vụt về phía lỗ nhất khí cẩn thận có độc tiếng kêu lần này là của quỷ nhãn tam lỗ nhất khí không chút chần chừ. Thứ đang lướt tới như một cái bóng kia khiến cho cảm giác khiếp sợ và căm ghét trong cậu hòa vào làm một việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này là không để cô ta tiến lại gần. Cậu nghiến chặt răng, lòng sắt lại, chỉ súng bắn liên tiếp cho tới khi hết sạch số đạn trong ổ từng viên đạn xuyên trúng đầu, trúng ít hầu, trúng ngực, trúng bụng, song không trúng hai đầu gối. Chỉ có vạt váy bị bắn thủng thành hai lỗ khi đạn bắn trúng người cô gái chỉ nghe phát ra tiếng bịch bịch rất trầm. Xung lực từ những cú bắn chỉ khiến tốc độ của cô ta chậm lại một chút, đó là hiệu quả duy nhất mà sáu viên đạn mang lại. Và cô ta vẫn tiếp tục giơ ngang hai tay lao thẳng đến lỗ nhất khí không biết phải tránh bằng cách nào. Lối đi không đủ rộng, lùi về phía sau cũng không kịp, hơn nữa phía sau lưng còn có bác cậu chắn đường. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi tay đã vươn tới gần trước mặt khiến tim cậu thoát lại đôi tay trắng bóng đến phát sáng nhưng sưng phù một cách bất thường giống như đã ngâm lâu trong nước trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc một bàn tay rắn chắc đã túng lấy cậu kéo mạnh một cái khiến cậu né được cú tấn công đó chính là lỗ thịnh hiếu ông đã kéo cậu thoát khỏi đôi tay kia và lôi cậu ra sau lưng mình đôi tay vẫn tiếp tục di chuyển tiếp tục áp sát giờ đây mục tiêu của nó chính là lỗ thịnh hiếu lỗ thịnh hiếu không phải là lỗ nhất khí Lỗ nhất khí chỉ có thể ứng phó với các loại khảm sống và người sống khi có súng trong tay. Ông không có súng, chỉ có một ống dây mực. Ông tung một cú đá vào bụng dưới của con quái vật, khi nó vừa dừng lại, ông lập tức kéo sợi dây mực từ trong ống mực ra, hai tay múa tít như hoa, cuốn sợi dây mực vung vút quanh đôi tay trắng muốt, thành một nút thắt, phi lông vân ngấn. Sau đó ông kéo thật mạnh, hai cánh tay đã bị trói chặt vào nhau, sợi dây mực thiết sâu vào da thịt. Song dường như điều này vẫn không hề ảnh hưởng tới sức tấn công của con quái vật. Dây mực là một loại công cụ dùng để đánh dấu đường thẳng của thợ mộc, tương truyền do lỗ ban sáng chế ra. Công cụ này gồm một ống tròn để chứa mực, một sợi dây dài, một đầu cuốn vào bánh xe, đầu còn lại kéo qua ống mực nối với một thanh gỗ. Khi dùng, kéo sợi dây qua hộp mực cho thấm mực, kéo căng dây trên mặt phẳng cần đánh dấu, rồi bật mạnh sợi dây để in thành một đường thẳng trên mặt phẳng tức là rồng bay vệt mây là một loại nút thắt kết bằng dây cách thắt là trước hết cuốn dây thành hai vòng tròn xuôi ngược ngoắt vào nhau lặp lại nhiều lần đó là vân ngấn vệt mây sau đó xuyên đầu dây qua điểm chính giữa rồi rút chặt đó chính là phi lông rồng bay lỗ thình hiếu nắm chặt ống mực và đầu sợi dây mực tiếp tục tung chân phải ra đạp mạnh vào người nó không để nó tiếp tục tiến lên quỷ nhãn tam cũng không chịu đứng yên hắn vứt vũ kim cương xuống đất rút ra một sợi dây màu đỏ, chỉ một cuốn nhảy đã đến sát phía sau con quái vật hắn cuốn liền mấy vòng dây lên cổ nó, sau đó thắt thành một nút, phá quan đề thi, rồi kéo mạnh về phía sau. Tức là phá quan tài lấy xác, một loại nút thắt mà người trọng mộ và chuyển mộ thường dùng để kéo những thi thể thối rửa hoặc hài cốt lên. Giọng hát đã lạc đi, biến thành những tiếng eo éo rối loạn quỷ nhãn tam vận lực vào đôi tay, kéo thật căng sợi dây đỏ, miệng niệm lầm rầm, xác lạnh cứng chín phần, lập tức tự nhập quan, càng nguyên hanh lợi trinh, cột hoa biểu phân thân, minh thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. mở, hắn đang niệm thần chú, phân thi đoạn hồn, loại bùa chú đuổi ma này khi thỉnh cầu thần tiên sẽ không thỉnh cầu toàn bộ, nên khi niệm thần chú, quỷ nhãn tam chỉ mời năm đinh năm giáp, để lại một đinh một giáp, cũng chỉ nhờ thần tiên qua đường giúp một tay, sợi dây đỏ càng lúc càng siết chặt song con quái vật vẫn không có phản ứng gì quỷ nhãn tam lại lầm rầm minh thần ám thần năm đinh năm giáp thần tiên qua đường xin giúp một tay mở hắn vận lực vào tay kéo mạnh bỗng phực một tiếng sợi dây đỏ đã đứt tung a à, quỷ nhãn tam đứng chết chân giọng hát đã biến thành một thứ âm thanh quái dị lặp đi lặp lại giống như một cái miệng rộng ngoác đến mang tai đang không ngừng nhấp nhét con quái vật lại lao về phía trước Bàn chân trái đang tỳ trên mặt đất của Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu trượt về phía sau. Lỗ Nhất Khí thấy vậy, vội bước lên một bước, đưa bả vai chống vào lưng ông. Con quái vật đã dừng lại Lỗ Thịnh Hiếu lập tức thay đổi vị trí của hai bàn tay đang kéo chặt nút thắt phi long vân ngấn, bàn tay cầm hộp mực ở trên, bàn tay cầm đầu dây ở dưới. Một dòng mực liền chảy theo sợi dây xuống phía dưới, thấm vào lằn thắt của sợi dây trên cánh tay Lỗ Thịnh Hiếu gọi lớn, "Cậu Tam, còn cách nào nữa không?" quỷ nhãn tam lại rút ra một sợi dây đỏ rồi cắn vào ngón giữa của bàn tay phải cho chảy máu sau đó vuốt máu tươi lên khắp sợi dây tiếp tục cuốn quanh cổ của con quái vật lại kết thành nút thòng lọng cản thi qua đáp tức là thòng lọng nối liền để dẫn xác là một loại thòng lọng dùng để nối liền các thi thể với nhau được người dẫn xác vùng tương tây sử dụng khi phải dẫn nhiều thi thể cùng một lúc dẫn xác hay cản thi là một loại vu thuật thịnh hành ở vùng tương tây đạo sĩ dùng vu thuật khiến cho xác chết có thể tự nhảy mà đi được. Một hồng đức cương thi trắng đen, không hồn không phách về nơi hoàng dây trời sáng đỏ, theo ta nhập quan. Quỷ nhãn tam niệm xong, tay phải giữ chắc đầu dây, tay trái lắc mạnh, đốt cháy một đạo bùa chú đuổi hồn, rồi quát lên một tiếng lanh lảnh đi. Tưng. Phực. Quái vật đã đi thực, nhưng là đi thẳng về phía lỗ thịnh hiếu, còn giật đức tung nút thác phi long vân ngấn trên tay ông. Cậu Tam, hình như đây không phải quỷ khảm mà hơi giống khảm sống cậu thử tìm cách phá cơ quan xem sao lời còn chưa dứt con quái vật đột nhiên xoay vòng tại chỗ thoát ra khỏi sợi dây đỏ trên tay quỷ nhãn tam rồi lách qua lỗ thịnh hiếu lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí lập tức ngã nhào chồng chéo lên nhau quỷ nhãn tam còn chưa hiểu ra ý tứ của lỗ thịnh hiếu thì cả hai bác cháu đã ngã dúi dụi trước mặt hắn con quái vật xông thẳng tới cả ba người đã không còn đường tránh giọng hát lại cất lên quyển chuyển du dương. Đôi tay của con quái vật đã chỉ thẳng tới, quỷ nhãn tam biết rõ không được để bàn tay đó chạm vào, song sự việc đã tới nước này, chỉ còn một cách là hy sinh bản thân ông chặt lấy con quái vật để hai người kia chạy thoát. Hắn đã nhúng gối không lưng chuẩn bị nhảy tới, song đã quá muộn. Quái vật đột nhiên gập lưng cúi xuống, hai tay xỉa thật nhanh về phía lỗ nhất khí đang ngã lăn trên đất lỗ nhất khí vẫn có thể lăn sang bên cạnh để tránh, song nếu như vậy bác cậu sẽ phơi ra trước mặt con quái vật cậu đành phải giơ hai chân lên hai bàn chân kẹp lại giữ lấy hai tay nó đây chỉ là phương cách nhất thời khi không còn phương cách nào đối phó cũng là xuất phát từ bản năng sinh tồn kẹp chặt được rồi nó đã dừng lại tiếng hát cũng đã im bặt không biết là thần linh phương nào đã ra tay giúp đỡ mà lỗ nhất khí đã thành công cơ thể của con quái vật kia bỗng chốc giống như một chiếc quẩy để qua đêm mềm hoặc rũ xuống đứng im bất động lỗ thình hiếu lách người bò dậy từ bên dưới lỗ nhất khí ông nhặt cây vũ kim cương mà quỷ nhãn tam vứt ở dưới đất lên dùng đầu nhọn của cây dù vén vạt váy của con quái vật lên xem rồi nói hạ chân xuống đi lò xo so của nó nhả hết rồi không cử động được nữa lỗ nhất khí vừa hạ hai chân xuống con quái vật lại đột ngột nhào lên phía trước cậu giật mình kinh hãi tay chân cúng cùng bò lùi lại sau nhưng con quái vật chỉ nhúc nhích một quãng liền dừng lại ngay, thì ra là nó vừa quay nốt vòng lò so cuối cùng quỷ nhãn tam đỡ lỗ nhất khí dậy, đi tới phía trước con quái vật, đón lấy vũ kim cương từ tay lỗ thịnh hiếu, vạch vạch mái tóc dài của con quái vật ra xem. Rồi lại khều, chọc một hồi ống tay áo và cánh tay của nó, sau đó nói với vẻ hoài nghi, rõ ràng là một cương thi, tại sao bùa chú lại không thể khống chế được nó. Lỗ thịnh hiếu chỉ xuống vạt váy mà nói, phương pháp của tôi chẳng phải cũng vô dụng hay sao đây không phải là một cương thi thực sự cậu nhìn dưới váy của nó mà xem lỗ nhất khí nghe vậy cũng hiếu kỳ bước lại xem cậu nhìn thấy bên dưới con quái vật là một thanh trụ có lắp ba chiếc bánh có thể xoay mọi hướng thì ra nó có thể lướt đi là nhờ vào những chiếc bánh xe ồ đúng rồi trong lòng quỷ hiên bút lục của lưu tu đời tống có nhắc đến nó đây là thiên ngẫu nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy bao giờ thi ngẫu mượn nửa thân trên của cương thi tẩm độc trăm năm, lại lắp thêm trục bánh, cơ quan để chuyển động. Kỳ thực, thi này là cương thi chết, đã được ngâm tẩm trong độc tố cực mạnh hơn trăm năm, nên không thể biến xác. Bởi vậy không biết nửa thân trên của nó làm thế nào mà cử động được, lại còn giọng hát nữa. Nó còn không có cả mồm miệng, làm sao lại hát được nhỉ? Quỷ nhãn tam vốn rành rẽ về cương thi quỷ quái là thế, nhưng lại mù tịt về nguyên lý hoạt động của cổ máy này. Liêu Tu là người Tống, là một viên thư ghi chép các sự việc trong nha môn, chuyên đi theo nhân viên nghiệm sát để ghi lại kết quả của các cuộc xét nghiệm tử thi sau này. Ông chỉnh lý và biên soạn các sự việc kỳ quái trong quá trình khám nghiệm tử thi, viết thành cuốn sách này. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, cuốn sách không phải là do Liêu Tu viết, mà ông lấy được từ một người nghiệm sát già. Xem này, ở đây có mấy chục sợi dây thép nối với cương thi, có lẽ chúng được dùng để điều khiển thân trên chuyển động. Nguyên lý này cũng giống như trâu gỗ, ngựa máy, nhưng không ngờ đến cả động tác của ngón tay cũng có thể điều khiển nhịp nhàng đến vậy. Thật quá tinh vi, khả năng này chúng ta không thể bị kịp. Thật may là vào đúng thời khắc gây cấn, lò xo so lại nhả hết. Còn về giọng hát, ta cũng không thể hiểu nổi. Từ hơn 20 năm về trước, Lỗ Thịnh Hiếu đã biết mình đấu không lại đối phương, nên giờ đây, ông lại càng coi đó như chuyện đương nhiên. Trâu gỗ ngựa máy tương truyền do gia các lượng phát minh, là mô hình ngựa có thể tự di chuyển được, dùng để vận chuyển quân lương, sau đã thất truyền. Lỗ nhất khí nghĩ lại mà lạnh gáy. Nếu không phải do may mắn, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Trâu gỗ, ngựa máy thì cậu biết. Lần đầu tiên cậu nghe nói về nó là từ câu chuyện của người kể chuyện dạo, sau đó, cậu còn đọc được trong rất nhiều sách vở. Trong trường Tây học, cậu cũng đã được xem một màn xiết tay khá giống với trâu gỗ, ngựa máy. Cậu bèn nói một cách rất tự tin, con biết nó hát kinh kịch bằng cách nào. Nói được không? Quỷ nhãn tam quả là một gã hiếu kỳ, vậy anh hãy nói về độc tố của thiên ngẫu trước đi cả những bông tuyết quái lạ kia nữa. Tuyết đó gọi là ngân thi nhứ, trong tầng lễ tán có viết, khi vương hầu và các nhà buôn lớn quy tiên, để phòng ngừa thi thể thối rửa, đã dùng quan tài bịt kín, ngầm thi thể ngập trong thủy ngân cho đến khi cơ thể hút no độc tố của thủy ngân. Nếu vớt thi thể này ra, đem phơi nắng 10 ngày trong khoảng từ tiết tiểu thử đến đại thử, thi thể sẽ từ từ quắt lại, trên bề mặt da sẽ tích tụ sơ bông màu trắng, đây chính là ngân thi nhứ, thứ này chạm vào cơ thể lập tức tan ra, thấm vào trong máu, nội trong 3 ngày, máu đông cứng lại mà chết, không thuốc nào giải nổi. Thi ngẫu này là cương thi trăm năm, bản thân đã mang độc tố cực mạnh cậu nhìn tay nó, tại sao lại sưng phù như thế? Là vì nó đã được ngâm tẩm trong chất cực độc mà hút no độc tố. Tại sao lại trắng mút bóng bẫy như thế? Là vì trên thế gian này có 11 độc tố cực mạnh, sau khi hòa trộn với nhau sẽ biến thành không màu không mùi, nếu trúng phải, chết ngay lập tức. Trước tác này chưa ai nhìn thấy, chỉ được nhắc tới trong nhạc trị nghị cổ của Trương Mai Chi đầu thời Minh và có chép lại một phần nội dung. Thông tin về Ngân Thi Nhứ, sơ bông sát bạc, trong tiểu thuyết này cũng là xuất phát từ nội dung được chép lại trong nhạc trì nghị cổ thế còn độc tố trên mặt tôi. Lỗ nhất khí lại bổ sung thêm một câu hỏi, là thi độc, không đáng sợ lắm có lẽ do người ta trực tiếp dùng tay hạ độc, chắc chắn không phải là độc tố trong thiên ngẫu. Chương 20, nhìn mắt nhìn. Cẩn thận. Tuy quỷ nhãn tam chỉ có một mắt, song đó là con mắt có thể nhìn xuyên bóng tối, bởi vậy chỉ có hắn phát hiện ra được có một cái bóng bất ngờ tập kích họ từ trong bóng đêm lỗ nhất khí vốn dĩ có khả năng dự đoán song do cú tấn công quá nhanh và cũng do cái bóng đó không hề mang sát khí tự như đã hòa tan vào trong không khí nên cậu không phát hiện ra theo phản xạ cậu vội rụt cổ cúi gập lưng xuống một thứ gì đó đáng lẽ sắp dán vào đầu hoặc vai cậu đã rơi trúng lưng cùng với tiếng vải bông trách toạt, cậu cảm thấy mát lạnh sau lưng chỉ kịp kêu thầm toi rồi. Quỷ nhãn tam miệng vừa hô cẩn thận, vũ kim cương đã bay khỏi tay hắn. Thứ kia bật khỏi lưng lỗ nhất khí, tránh được vũ kim cương, lăn một vòng rồi biến mất tâm trong lối đi tối thẳm. Một khoảng da trên lưng lỗ nhất khí đã phơi ra ngoài áo bông, áo lót đều bị rách toạc một mảng lớn, là người. Nhờ ánh sáng từ viên đá huỳnh quang, lỗ thịnh hiếu đã nhìn thấy rõ một hình người vừa nhảy vụt lên rồi biến mất, là người tại sao lại không cảm nhận được trọng lượng của một người nhỉ? Lỗ nhất khí có chút hoài nghi. Cao hơn hai thước. Quỷ nhãn tam còn nhìn rõ hơn, vậy là một đứa trẻ ư. Không phải, đứa trẻ cũng không thể chỉ có hai thước, đó là chiều cao của trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ sơ sinh có thể bay đến tập kích, chỉ một cái chạm đã xé rách toàn mấy lớp áo bông. Dù sao cũng phải đi tiếp, đuổi theo xem sao. Lỗ thịnh hiếu nói rồi lập tức bước lên. Lỗ nhất khí phâm phâm định vượt lên trước, xong bị lỗ thinh hiếu chặn lại. Cậu không dằn co, mà đưa viên đá huỳnh quang cho ông, lỗ thịnh hiếu nhận lấy, dơ lên soi đường. Ông nép người vào một bên vách tường, di chuyển về phía trước lỗ nhất khí men theo bức tường phía đối diện, khẩu súng trong tay đã lắp đầy đạn. Cậu phải bảo vệ cho bác, bởi vậy không thể đi sát sau bác, vì cậu sẽ bị chắn mất tầm nhìn. Lối đi có hình một vòng cung lớn, từ từ lượng vòng, càng lúc càng thu hẹp. Trước mắt họ đã là một ngõ cục nhọn hoắt. Đúng lúc đó, lỗ nhất khí cảm thấy bức tường phía sau lưng có gì khang khác, nó hơi mềm, tự như một tấm đệm bông dày lỗ nhất khí đưa tay ra hiệu cho bác và quỷ nhãn tam, hai người đều dừng bước, nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng. Lỗ nhất khí dùng nòng súng chọc vào tấm bông, bên trong nó là khoảng trống, không phải là tường. Có lẽ đây là tấm rèm bằng bông của một cánh cửa nào đó, song bốn phía xung quanh lại bịt kín mít quỷ nhãn tam và lỗ thịnh hiếu cũng đã tụng lại họ quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới vài lượt vẫn không thể tìm ra chỗ nào có thể mở ra chỉ có quỷ nhãn tam phát hiện thấy bên trên tấm rèm có một vài chỗ đường kim khác với những chỗ khác hướng của đường kim cũng rất kỳ lạ kiểu đường kim như thế này hắn đã từng nhìn thấy ba năm trước khi đào trộm một ngôi mộ hán ở núi bách việt hắn đã lấy được một bức rèm vải bông màu trắng trên đầu có theo bốn chữ vân yểm thân quá bên dưới không hề có bất kỳ họa tiết nào toàn bộ bức rèm chỉ thấy khâu bừa bảy mũi đường khâu trông rất giống với bức rèm này lúc đó mấy anh em nhà hắn đều không để tâm tới tấm rèm chỉ tiện tay bỏ luôn vào trong sọt nhưng trên đường trở về giang tây tấm rèm đã biến mất một cách kỳ bí tên một ngọn núi tương truyền vào thời cổ đại tại nơi đây từng xảy ra nhiều cuộc đại chiến sau chiến tranh trở thành một nghĩa địa khổng lồ, đâu đâu cũng có thể đào thấy xương cốt. Có nghĩa là, mây che người qua. Nhưng giờ đây, việc cần làm là phải mở được tấm rèm, chứ không phải là nghiên cứu về mấy đường khâu quỷ nhãn tam liền rút chiếc xẻng lưỡi cày ra. Chiếc xẻng được làm bằng thép vân, sống dày lưỡi mỏng, rất cứng và dẻo dai, do được đào bới thường xuyên nên phần lưỡi đã được mài sắc lẹm không khác gì dao rìu. Quỷ nhãn tam tay trái cầm vũ kim cương che chắn phía trước, tay phải cầm sẻn, vung tay bổ nghiêng một nhát. Một luồng sáng chói lóa thình lình chiếu thẳng vào giữa mặt hắn. Ba người đã ở trong bóng tối khá lâu, đương nhiên là không kịp thích ứng với luồng sáng lóa mắt đó quỷ nhãn tam vừa cảm thấy có ánh sáng, lập tức nhắm nghiền hai mắt lại. Cũng may hắn chính là người phá tấm rèm, phản ứng chống vánh này là công phu bắt buộc của những người trộm mộ, nếu không, chẳng biết mắt đã hỏng bao nhiêu lần cho đủ lỗ thịnh hiếu và lỗ nhất khí đứng ở hai bên nên không bị ánh sáng chiếu thẳng tới, song vẫn phải giơ tay che mắt lỗ nhất khí liên tiếp nã súng vào lỗ thủng trên tấm rèm, cậu sợ rằng sẽ có thứ gì đó ẩn sau luồng ánh sáng bất ngờ xông ra tấn công họ. Phía sau tấm rèm không có động tĩnh gì, ba người cũng mau chóng thích ứng với ánh sáng. Họ từ từ mở mắt, hạ cánh tay xuống quỷ nhãn tam lại bổ thêm một nhát nữa, một nửa khung cửa đã hiện ra trước mắt họ bên trong cửa rất sáng, không biết nguồn sáng phát ra từ đâu. Nếu là đèn điện, chí ít cũng phải trên 10 bóng. Lỗ Thịnh Hiếu trả lại viên đá huỳnh quang cho lỗ nhất khí, ra hiệu cho cậu cất đi, sau đó tay trái kéo chiếc hòm gỗ ra phía trước, che chắn những chỗ hiểm tay phải cầm cây đục sắt dài và mảnh đã dùng để phá bức chiếu bích ma trước đó, rụt cổ không người thận trọng bước vào trong cửa. Lỗ nhất khí mau chóng nạp đầy đạn vào ổ súng từ từ tiến lại gần khung cửa, rồi thoát một cái, lao vào cửa như một mũi tên, quét mắt khắp bốn phía. Đây cũng là một căn phòng hình thù bất quy tắc hình dạng giống như gian nhà chính khi nãy, nhưng theo chiều ngược lại. Xung quanh căn phòng treo kín những tấm gương đồng sáng lóa, có đến vài chục tấm cao thấp so le, cao tầm một thân người, rộng chừng hơn hai thước đu đưa qua lại, nhất thời không nhận ra chúng được sắp xếp theo quy luật gì. Vách tường và xà cột trong căn phòng cũng đều một màu vàng rực rỡ, sáng lấp lánh, chẳng khác gì những tấm gương đồng dưới ánh sáng chiếu từ một nguồn bí ẩn nào đó toàn bộ căn phòng sáng choang khiến người ta không mở mắt ra nổi ngay cả nền nhà cũng trơn bóng như gương phản chiếu được cả bóng người quỷ nhãn tam đi sau cùng bước giật lùi vào trong phòng mắt vẫn nhìn chăm chú vào con đường tối đen tay nắm khư khư vũ kim cương cứ làm như từ trong đó sắp có một quái vật bất ngờ nhảy bổ ra tấn công họ a à, quỷ nhãn tam đã lùi tới sau lưng lỗ nhất khí đúng lúc hắn định xoay người lại đột nhiên phát hiện có một cái bóng màu xám bên trong lối đi tôi biết cái bóng đó vẫn bám theo sát chúng ta lỗ nhất khí không hề cảm thấy bất ngờ dù thế nào đi nữa tránh được vẫn là tốt nhất giờ đây quỷ nhãn tam chỉ muốn giữ được cái mạng để chạy tới thương châu tìm vĩ kinh đạo nhờ ông ta khêu bỏ đám trứng tò vào sau gáy ba người vẫn tiếp tục nép sát tường mà đi nhưng sau khi vòng qua mấy tấm gương đồng họ đã thấy mình đến giữa căn phòng lỗ nhất khí bỗng thấy phía sau gáy rờn rợn, rợn cảm giác có ai đó đang ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, những kẻ đó hình như xuất hiện ở khắp nơi, đang dương mắt nhìn cậu chầm chầm cậu quay vụt người lại, nhưng không hề thấy một ai. Đột ngột, có ba bóng người lù lù xuất hiện tại ba chỗ khác nhau trên tường. Ba người bọn họ gần như đồng thời phát hiện ra, đều giật nảy cả mình, lập tức thủ thế sẵn sàng ba cái bóng cũng bắt chước y như vậy. Té ra đó chính là cái bóng của chính họ, dưới tác dụng phản chiếu của mấy chục tấm gương đồng trong phòng, đã được phản xạ lên các vách tường. Bước thêm một bước nhỏ nữa, những cái bóng vừa rồi lập tức phân thành năm cái bóng nhỏ hơn, và trên bức tường bên cạnh, cũng xuất hiện năm, sáu chiếc bóng nhìn từ chính diện lỗ nhất khí nghĩ thầm, vừa rồi, ánh nhìn chầm chầm trong cảm giác của cậu phải chăng chính là ánh nhìn của chính mình trong gương. Cậu bắt đầu thấy hoa mắt. Càng tiến sát tới chính giữa căn phòng, thì giác của cậu càng rối loạn bóng hình của cậu dần dần xuất hiện trên cả cột nhà xa nhà trần nhà nền nhà trí não cậu cũng đã rối loạn đánh mất luôn cả chút khả năng định vị ít ỏi còn sót lại dù cậu bước tới đâu cũng cảm thấy như đang đâm sầm vào chính mình lỗ nhất khí bảo quỷ nhãn tam lôi thiên thần phi trảo ra sau đó nắm lấy một đầu thử bước thêm vài bước nữa cậu sợ rằng nếu không may đi sai đường vẫn có thể quay trở lại nhưng chưa đi được vài bước cậu đã đâm sầm vào một tấm gương vừa đổi hướng lại đâm ngay vào vách tường lúc này họ mới phát hiện ra rằng họ không có đường để đi họ đã lạc đường cũng lạc mất chính mình ánh sáng trong phòng bỗng nhiên vụt tối tất cả những thứ đang chói lòa bỗng chốc trở nên ảm đạm nên thị giác của họ cũng dần dần hồi phục và một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt họ trên tất cả những tấm gương đồng đều xuất hiện cùng một cặp mắt có đến cả trăm cả nghìn cặp mắt như vậy đó chính là cặp mắt từng xuất hiện trên chiếc chụp đèn thủy tinh ở hành lang yến quy cặp mắt chứa đầy oán hận và sát khí trong tử ngang kinh có viết không vì muốn nhìn mà nhìn không vì muốn động mà động làm yếu lực trong ngoài dung nạp khí tự nhiên linh khí của trời đất tinh thần của vạn vật nhập tinh nhập huyết nhập thận nhập tim phổi một kinh điển của đạo gia tác giả là không lập đạo nhân thời Tống truyền nhân đời thứ hai của phái Tam Thanh. Những kinh điển đạo gia đã từng học tại đạo quán thiên phong trên núi thiên giám thổi nhỏ, bỗng chốc hiện về mồn một trong tâm trí lỗ nhất khí, việc duy nhất cậu phải làm trong lúc này chính là bình tâm tĩnh khí, thân tùy theo cảnh, tránh mũi nhọn, tìm khe hở. Thế là, cậu đã biến ánh nhìn của mình trở nên mơ hồ coi như không hề nhìn thấy những cặp mắt kia, sau đó, bắt đầu tìm kiếm một khoảng trống trong một vùng mông lung nhòa nhạt. Đôi mắt xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi, chỉ có một tấm gương đồng nhỏ đặt ở chính giữa căn phòng là trống trơn. Tấm gương nhỏ đã bị che khuất hoàn toàn. Nhưng nhờ vào cảm giác phi thường, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra sự tồn tại của nó. Tấm gương đó khác nào một vầng trăng sáng giữa một bầu trời chi chít ánh sao, Lỗ Nhất Khí bước nhanh về phía đó. Cậu biết, vì đây là khoảng trống duy nhất, nên đó không phải là bóng phản chiếu của sự vật tại một nơi khác truyền tới qua các tấm gương còn lại đã có thể nhìn thấy trực tiếp vậy thì chỉ cần đi theo một đường thẳng sẽ đến được chỗ đó ba người bọn họ không gặp bất cứ sự cản trở nào đi thẳng một mạch tới bên tấm gương nhỏ a à, là mắt cá dương lùi lại mau là một loại khảm diện được thiết kế dựa vào sự biến đổi của ánh sáng kết hợp với các loại gương đồng với nhiều kích cỡ hình dạng khác nhau được lắp đặt tại những vị trí khác nhau có thể khiến người xa bẫy phát sinh lệch lạc thị giác ảo giác thậm chí mù tạm thời trong khảm diện lại kết hợp với nhiều nút lẫy hiểm độc, nhằm mục đích sát thương, vây bắt đối phương một cách dễ dàng. Lỗ Thịnh Hiếu đã phát hiện ra manh mối, song đã muộn, họ đã rơi vào chính giữa cạm bẫy kỳ thực, nếu Lỗ Thịnh Hiếu chưa bước chân vào trong đó, ông cũng sẽ không thể nhận ra đó là. Mắt cá dương năm xưa, khi ông cùng em trai và em dâu chạy trốn khỏi nhà, cạm bẫy cuối cùng mà họ gặp phải chính là mắt cá dương. Nhưng khi đó, khảm diện không phải là căn phòng cũng không rộng lớn đến vậy khi đó khảm diện được vây kín bởi những tấm nhiễu trắng bạc bố trí bằng những tảng băng lớn chứ không phải là gương đồng năm đó họ đã bị vây khốn suốt một ngày đêm dùng hết mọi phương cách cũng không thể thoát thân sau đó do một tấm nhiễu bỗng nhiên bốc cháy rồi cuốn quanh mấy khối băng bố trí ở phần đuôi của mắt cá dương họ mới có thể thoát ra ngoài qua lỗ hổng ông còn nhớ lúc đó sau khi chạy thoát bỗng nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên từ trong khảm diện sau lưng có thể thoát khỏi mắt cá dương, Âu cũng là ý trời, nên nhớ đừng bao giờ quay trở lại. Bởi vậy, trong suốt mấy chục năm qua, ba chữ mắt cá dương lúc nào cũng văng vẳng trong tâm khảm ông. Không thể nào quên kỳ thực, Lỗ Thịnh Hiếu mới chỉ biết một mà không biết hai. Căn nhà mà họ vừa xông vào gọi là phòng âm dương, toàn bộ căn nhà là một đồ hình thái cực bất quy tắc căn phòng chính khi nãy được gọi là miệng cá âm, được biến hóa từ trận pháp hỗn độn âm phong thời cổ đại còn mắt cá dương được biến hóa từ trận triều nguyên kim quan mà thành hai trận này được tể tướng đầu tiên của vua hoàng đế là phong hậu để lại là cục thứ 76 và cục thứ 93 trong 180 cục kỳ môn động giáp. Trong đó, mắt cá dương chính là một tuyệt đoạn khảm hoàn toàn đúng nghĩa. Thế nào là tuyệt đoạn khảm? Tức là cạm bẫy tuyệt mệnh. Mỗi nút trong khảm diện này đều là nút chết, đáng sợ hơn nữa, đều là nút không chết không dừng lối đi trong căn phòng dương chỉ có một con đường duy nhất là đường đến âm phủ còn miệng cá âm là một khuyết đoạn khảm tức khảm diện có một chỗ khuyết tuy nút cũng là nút chết song vẫn còn lưu lại một hai khuyết sống bởi vậy trong căn phòng âm có hai con đường có thể dẫn tới âm phủ cũng có thể quay trở về dương thế bố trí không gian toàn một màu tối đen để vô hiệu hóa thị giác của đối phương dùng những làn gió không nguồn gốc để đánh lừa cảm giác lại kết hợp với nhiều thủ đoạn khác như thuật nuôi ma quỷ ngân thi nhứ khiến cho đối phương không thể phân biệt được sáng tối sinh tử nhân gian thiên đường mà trúng đòn trong hỗn loạn có nghĩa là gió âm hỗn độn có nghĩa là ánh sáng vàng chầu về khởi nguyên đây là tâm huyết của nhiều thế hệ bên phe đối thủ họ đã khổ công nghiên cứu để kết hợp hai trận pháp kỳ tuyệt thời cổ đại thành một thể rồi tiếp tục cải tiến thêm thắt mà thành lỗ nhất khí và quỷ nhãn tam không hề hay biết mắt cá dương lợi hại đến đâu bởi vậy họ chưa đến nỗi quá hoang mang sợ hãi lỗ thình hiếu kỳ thực ra cũng chưa hiểu hết độ nguy hiểm của dạng mắt cá dương này năm xưa ông mới chỉ bị vây hãm bên trong không thể thoát thân vẫn chưa thực sự trải nghiệm uy lực khủng khiếp của khảm tử lúc này lỗ nhất khí vẫn còn tâm trí để nghiên cứu về tấm gương đồng nhỏ đây quả là một tấm gương thần kỳ giá gương có thể chuyển động trong gương cậu nhìn thấy một hộ nước và một hành lang quanh co chính là hành lang yến quy mà họ đã đi qua hơi xoay sang một góc khác lại hiện lên cổng chính của trạch viện lại xoay tiếp liền nhìn thấy cổng thùy hoa đây là truyền bóng mười dặm là hình ảnh được truyền đến thông qua một hệ thống gương giấu tại nhiều nơi lỗ thịnh hiếu đã biết nó là thứ gì bèn giải thích với lỗ nhất khí nhất khí còn đã xem tất cả những sách vở điển tịch đồ cổ mà gia tộc chúng ta đã sưu tầm và cất giữ được nhờ đó mà hiểu được một số kỳ kỹ diệu thuật. Song ta lại không cho con học các kỹ nghệ gia truyền của gia tộc chúng ta. Bởi vì ta vốn dĩ không có ý định để con quay trở về nhà. Nếu con đã được học kỹ nghệ của gia tộc chúng ta, thì truyền bóng 10 dặm đối với con cũng chỉ là một trò chơi chẳng có gì đáng nói kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Đây là là lần đầu tiên lỗ nhất khi nghe thấy bác nói ra những lời tự tin như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy ông khẳng định kỹ thuật của lỗ gia không hề thua kém đối thủ. Suy cho cùng, cậu cũng là người họ lỗ, tổ tiên của cậu chính là ông tổ nghề mộc lỗ ban, thế là trong cậu trào dân một niềm tự hào không tả. Cậu xoay mạnh tấm gương với vẻ xem thường. Tấm gương xoay tích tạo thành một quần sáng. Và trong quần sáng, lỗ nhất khí lại nhìn thấy đôi mắt, giống y hệt với những đôi mắt đang hiện diện khắp căn phòng. Hết chương 20. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.